Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại cùng gặp lại trong một cái bản điểm tin vào tối thứ sáu hàng tuần rất là quen thuộc trên sóng chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng để có những cái góc nhìn đánh giá lại toàn bộ kịch bản phân tích tình hình trong tuần vừa qua. Sau đó thì chúng ta sẽ đi view qua những cái mã cổ phiếu rất là quen thuộc, những cái mã cổ phiếu có dòng tiền và đang có một cái trend lên rất là tốt. Và cuối cùng thì Hùng Lê sẽ có một vài các cái ý để chúng ta đi phân tích, nhận định và đánh giá xu hướng thị trường trong tuần mới. Và tất cả những phân tích trên kênh YouTube Chứng khoán Tiến binh trên từng con sóng, đó là ý kiến của cá nhân Hùng Lê, thì cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta xem và chúng ta có thể lựa chọn cân nhắc trong những cái nền tảng Hùng Lê phân tích. Thì các anh chị cảm thấy có những cái gì phù hợp, những cái gì ưng ý, những cái gì happy, ok, chúng ta mang về nhà chúng ta dùng. Còn những cái gì mà chúng ta cảm thấy chưa phù hợp, đúng không ạ, thì chúng ta sẽ cố gắng phản hồi lại với Hùng Lê, hoặc là có những ý kiến phản hồi để Hùng Lê có thể hoàn thiện để kênh của chúng ta ngày càng tốt hơn và ngày càng có nhiều nhà đầu tư hơn được tiếp cận đến kênh của chúng ta. Thì đến thời điểm hiện tại là kênh của chúng ta đã đạt được khoảng 15.000 trên 15.000 lượt đăng ký kênh, thì đấy là một con số rất là tuyệt vời. Từ một con số 0, từ không người, không anh chị và không một nhà đầu tư nào biết đến Hùng Lê. Và đến thời điểm hiện tại thì đã có khoảng hơn 15.000 nhà đầu tư đã xem kênh rồi cũng đã có những cái tương tác với Hùng Lê. Thì đấy là một con số phát triển rất là tuyệt vời. Bản tin tuần số 134 thì Hùng Lê có phân tích định lượng thị trường tuần từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 11. Trong đó thị trường của chúng ta sẽ hướng đến cột mốc M5, gồm có VN Index sẽ tiệm cận vùng 1.070 điểm, VN30 sẽ tiệm cận vùng 1.025 điểm đến vùng 1.032 điểm, và chỉ số phái sinh sẽ ở vùng 1.030 điểm đến 1.035 điểm. Và kết thúc tuần thì chúng ta thấy rằng chỉ còn duy nhất chỉ số VN Index của chúng ta đóng cửa ở vùng 67 điểm, tức là Hùng đang kỳ vọng ở vùng 1.070 điểm thì đã đạt cột mốc là 1.067 điểm, tức là cách cái target chúng ta phân tích khoảng tầm độ 3 điểm nữa. Chỉ số VN30 đóng cửa vùng 1.036 điểm trên cái vùng chúng ta phân tích ở vùng mắc ở 1.032 điểm. Như vậy là chỉ số này đã vượt 4 điểm so với kỳ vọng. Và đối với chỉ số phái sinh thì chúng ta cũng kỳ vọng ở vùng 1.035 điểm, và cái mốc M5 của chúng ta đây 1.035 điểm ở vùng mắc. Và phiên kết tuần thì phái sinh của chúng ta cũng đã tăng một cái lực tăng cực kỳ khỏe, đóng cửa vùng 1.043 điểm. Như vậy là chỉ số phái sinh đã vượt khoảng 8 điểm, đúng không anh chị, khoảng 8 điểm so với các cái mốc phân tích kỳ vọng của chúng ta. Thì đấy là một cái lực đi của thị trường cực kỳ tốt. Và một cái điều cũng khá là trùng hợp ngẫu nhiên thì Hùng có chia sẻ ở tên team không chat, cũng như Hùng có chia sẻ ra một số các cái team cộng đồng R8, R9, đó là Hùng Lê là một người rất thích chơi hoa lan. Và có một cái điều kỳ lạ là trong cái tuần vừa qua thì 100 cái giỏ lan của Hùng Lê thì có duy nhất một cái bông hoa màu tím. Chính vì vậy nên Hùng đã up lên trên team, và cái tông nền của cái hoa lan nó rất là đẹp, đó là cái lá là có cái màu xanh. Và cái hoa lúc nở ra thì có một cái màu tím rất là đẹp. Và Hùng thường nói vui với tất cả anh chị em trong team của Hùng Lê, đó là cái màu của hoa lan, đó là cái màu phong thủy của thị trường chứng khoán. Và cái cách tiếp cận vấn đề thì Hùng cũng đã chia sẻ rất là chi tiết về cái mốc M5. Và để đạt được cái mốc M5 đó thì chúng ta có những cái gì? Đó là những cái vùng đệm của cái mốc M4 của chúng ta. Và ông cũng có chia sẻ lại một cái câu chuyện nữa, đó là cái dấu hiệu để nhận biết cái thị trường lúc mà thị trường phân phối. Thì trong cái bản tin video số 133 thì ông có nói đến là biên 15 điểm và cái khối lượng giao dịch của nó, cái khối lượng giao dịch của nó vượt cái vùng khoảng 660 triệu cổ phiếu đến 75 triệu cổ phiếu. Thì đấy là những cái dấu hiệu đầu tiên để giúp cho chúng ta nhận diện là thị trường của chúng ta sẽ bước vào một cái nhịp phân phối. Và cái chiến lược giao dịch ở trong tuần thì từ rất lâu rồi, nếu như các anh chị em mà theo dõi các cái bản tin video của Hùng Lê thì cũng đều hiểu cái cách Hùng Lê phân tích và định lượng, đó là Hùng Lê sẽ lọc ra tất cả các cái mã cổ phiếu nó đáp ứng được một cái trend tăng rất là dài. Và trên cái trend tăng dài đó thì chúng ta sẽ phân tích đến từng cái target. Có những cái mã cổ phiếu đến tại thời điểm hiện tại là có thể có đến 9-10 cái target rồi. Đó, và từng cái target đó thì chúng ta sẽ
phân tích các cái điểm nhấn kỹ thuật và các cái điểm nhấn kỹ thuật đó mà chúng ta thấy rằng cổ phiếu còn đi được tiếp thì Hùng Lê sẽ khuyến nghị mở các cái điểm mua bất thường, Hùng viết tắt là hạn mức bất thường, đó chính là các cái điểm mua thêm khi mà cổ phiếu của chúng ta đã mua full và chúng ta có vị thế ở trong tài khoản thì cứ như vậy chúng ta tiếp tục mua cho các cái target tiếp theo trên một cái trend cổ phiếu uptrend trung hạn. Và thêm một cái yếu tố nữa ở trong tuần vừa qua đó thì có một cái phiên giao dịch của chúng ta rất là quan trọng, một cái phiên rất là quan trọng trong một cái buổi tối ngày kết thúc phiên giao dịch ngày 15 tháng 12, tức là phiên ngày thứ ba. Thì hôm nay Hùng đang bị viêm họng một tí, nên là các anh chị thông cảm. Thì cái câu chuyện là phiên giao dịch ngày thứ ba là một cái phiên điểm nhấn của thị trường, và trong cái buổi tối ngày hôm đó, kết thúc cái phiên giao dịch ngày hôm đó thì lại thêm một lần nữa thì Hùng Lê lại phải ngồi cân đo đong đếm, và cái phương pháp cân đo đong đếm của Hùng Lê, vì sao mà các anh chị có nhiều anh chị bảo là cái thằng này bị điên, sao nó cả cái thị trường chứng khoán nó phân tích rất là nhiều mã mà tại sao lại không phân tích một số mã, thì cái câu chuyện là gì? Nếu các anh chị chỉ nhìn cục diện một mã cổ phiếu hoặc một số mã cổ phiếu thì các anh chị sẽ không bao giờ cân được thị trường. Và cái câu chuyện là trong tất cả các cái bản tin phân tích định lượng thị trường của ông Lê thì ông Lê đều có những cái vùng giá mục tiêu, và những cái vùng giá mục tiêu đó được được cấu thành trên cái gì? Đó là được cấu thành trên cái lòng của thị trường, cái nội tại của thị trường. Đó, thì cái câu chuyện là chúng ta phải có một cái view tổng thể của toàn thị trường, sau đó thì khi chúng ta đánh giá được thị trường tốt, thị trường chung đang còn những cái trend đang sóng thì lúc đó chúng ta sẽ đi phân tích vào những cái tiểu tiết, những cái điểm mua cổ phiếu. Đó, thì cái cách tiếp cận vấn đề của ông Lê trên thị trường chứng khoán, và ông thấy rằng cái phương pháp này rất là ok, và chính vì ok nên là cái lượng anh chị em về team của ông Lê đây hiện tại bây giờ đã lên 683, thì đấy là những cái tài khoản đang hoạt động đang khá là ok. Thì trong buổi tối ngày hôm đó thì Hùng đã phải cân đo đong đếm cái câu chuyện là âm 15 điểm. Thì và khối lượng khớp lệnh trên sàn 660 triệu cổ phiếu, và trong cái phiên giao dịch ngày hôm đó thì đạt 675 triệu cổ phiếu và điểm số âm là 8,2 điểm, 8,82 điểm. Và cái điểm số âm này thì nó tập trung vào cụ thể là Vietcombank, VIX và một số các cái mã cổ phiếu trụ khác, thì Hùng đã cộng lại là riêng cái nhóm này nó đã âm 9,2 điểm. Kết luận cái câu chuyện của ngày hôm đó là thị trường mất điểm như thế này thì được đánh giá là tích cực, và cái điểm số bị mất thì không tập trung vào các cái nhóm không tập trung vào tổng thể các nhóm ngành và chỉ có sự can thiệp của bàn tay tạo lập, và cùng với đó thì Hùng đã phải loại bỏ đi khoảng 103 triệu cổ phiếu không không chấp, Hùng viết vui là không chấp, tức là ở trong cái câu chuyện là 675 triệu cổ phiếu này thì chúng ta loại bỏ đi 103 triệu cổ phiếu để chúng ta đưa ra cái khối lượng tính toán cho cái phiên giao dịch ngày thứ ba, đó là 572 triệu cổ phiếu, và đây mới là cái số liệu để đánh giá tổng quan cái khối lượng khớp lệnh sàn HOSE. Chính vì vậy nên là trong phiên ngày thứ ba thì giảm 8,82 điểm và khớp lệnh chỉ có 572 triệu cổ phiếu để đánh giá cái chỉ số 660 triệu thì không thấy đang rất là ok. Cùng với đó thì cũng có đánh giá các cái nhóm ngành mid cap, large cap và các cái nhóm ngành tổng thể thì gần như không bị đạp mạnh, các cái đạp không, không gần như trong phiên giao dịch ngày thứ ba, và yếu tố này thì được đánh giá là tích cực. Và trên biểu đồ xu thế thì cũng tiếp tục đánh giá bộ ba chỉ số vẫn là trend long và chưa có dấu hiệu chuyển sang trend đi ngang, và từ trend đi ngang thì chuyển sang trend sọt, và điểm này cũng được đánh giá là tích cực. Và nếu như anh chị học phân tích về kỹ thuật mà sâu thì chúng ta có thể thấy rằng là cái phiên giảm điểm của ngày thứ ba là phiên mà chưa phá vỡ cái cấu trúc tăng, trend tăng của toàn thị trường, nên chính vì vậy nên là chúng ta chưa có tín hiệu xác nhận là đó, chưa có xác nhận kết thúc thị trường, và như vậy thì Hùng có kết luận lại một cái câu chuyện là kết thúc phiên giao dịch ngày thứ ba thì tất cả mọi thứ đều nằm trong cái quỹ đạo kiểm soát và chưa có dấu hiệu kết thúc tăng, và kỳ vọng của chúng ta vẫn tiếp tục cày cuốc và kiếm tiền. Và cùng với đó thì Hùng luôn đưa ra cho các anh chị em trong team của Hùng Lê một cái điểm tựa về tâm lý, đó là giảm thì giảm về đâu, chỉnh thì chỉnh về đâu, và đấy là các cái cột mốc, các cái cột tiêu để cho chúng ta tham khảo trong quá trình đầu tư. Và thêm một cái
Trong tuần vừa qua nó có một cái điểm nhấn nữa ở cái phiên giao dịch kết thúc phiên giao dịch ngày thứ thứ năm. Thì kết thúc giao dịch phiên ngày thứ năm thì cái cách tiếp cận vấn đề của Lê thì nó vẫn vẫn không có gì thay đổi cả. Đó, vẫn không có gì thay đổi cả, vẫn là một cái cách tiếp cận bình thường như mọi ngày, và chính vì ngày hôm qua thì Hùng bận nên Hùng không cân đo đong đếm. Nhưng có một cái tình tiết xuất hiện trong phiên giao dịch ngày hôm qua, đó là trên cái biểu đồ tâm lý về xu hướng giao dịch thì đây là lần đầu tiên xuất hiện một cái tín hiệu đi ngang, và đây là tín hiệu mới. Và cái tín hiệu đi ngang này thì nó sẽ bắt đầu khi ở trên một cái chen chen tăng của thị trường chung thì nó sẽ bắt đầu có một cái tín hiệu đi ngang. Sau đó thì nó sẽ có các cái tín hiệu xác nhận đi ngang. Ở sau các tín hiệu xác nhận đi ngang thì nó sẽ có tín hiệu đảo pha sọt, tức là pha giảm của thị trường, và cảnh báo về chen tăng của thị trường được phát đi từ bản tin tối ngày hôm nay, tức là gần như hàng ngày thì Hùng sẽ đánh giá là đã hết long chưa hay là đang đang sọt. Thì cái phiên giao dịch của ngày thứ năm ngày hôm qua là một cái phiên đầu tiên cho ta một cái dấu hiệu nhận diện như vậy. Cùng với đó thì các cái mốc tâm lý M5 gần đạt được, và cái mốc này thì thường là các cái mốc kháng cự khi mà Hùng cân tổng thể của thị trường. Và khi gặp cái mốc kháng cự đó thì thị trường chung có cái xu hướng chỉnh giảm thì nó cũng là một cái câu chuyện rất là bình thường. Tức là cái phiên giảm của ngày thứ năm thì Hùng đánh giá vẫn là một cái phiên giảm rất là bình thường. Và cái điểm mẫu chốt để chỗ này Hùng đánh nhầm 1.000, VN Index ở 1.045 điểm. Các cái điểm mấu chốt để giúp cho thị trường của chúng ta có những cái cột mốc tiếp theo để chúng ta quan sát ở trong phiên ngày thứ sáu. Cùng với đó thì Hùng có đánh giá rằng phiên ngày thứ sáu là một cái phiên giao dịch bản lề rất là quan trọng, và cái phiên này thì sẽ là cái phiên mà sẽ mở ra cho ta một cái cánh cửa rất nhiều các cái yếu tố ở trong đó về ý đồ tạo lập về thị trường chung của tuần giao dịch sắp tới như thế nào. Nó và thị trường chung của chúng ta còn đi được nữa hay không thì trong phiên ngày hôm nay thì Hùng cũng đã có những cái đánh giá sơ bộ cho anh chị, và về cơ bản là ý đồ tạo lập của chúng ta còn và thị trường của chúng ta còn, thì tí nữa Hùng sẽ đi phân tích chi tiết ở cuối bản tin. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi view lại một số các cái mã cổ phiếu rất là quen thuộc của chúng ta các anh chị nhé. Đối với VIX không có gì thay đổi cả. VIX trong tuần đã chạm về vùng kháng cự ở đây là vùng bao nhiêu đấy ạ? Vùng 110 thì thường là cổ phiếu sẽ đổ lại thôi. Và đổ lại thì nó lại gặp cái vùng hỗ trợ ở đây. Thì những tài khoản nào mà chúng ta đang đánh VIX thì chú ý những cái mốc đấy. Vinhome, mục tiêu của chúng ta là đi về vùng 88 ở đây, đúng không ạ? Vùng 88 đến vùng 90, và trong tuần thì Vinhome cũng đã có một cây nến cao nhất ở vùng 88. Nhiều anh chị là có chat bảo với Hùng là đã chốt được gần vùng 88 và cười hớn ha hớn hở. Thì câu chuyện là Vinhome ở trong thời điểm hiện tại thì Vinhome sẽ có một cái biên hỗ trợ ngắn ở đây, đó là khoảng vùng 84 và vùng kháng cự vùng 88. VRE trong tuần vừa qua thì Hùng đã có những cái khuyến nghị bắt thêm cho các tài khoản của anh chị trong phiên ngày giao dịch ngày thứ hai. Khi đó thì Hùng có nhận diện thấy là VRE đã có những cái tín hiệu đánh vượt thoát vùng 29 rất là đẹp, và có cái lực cầu lớn đang tập trung vào mã cổ phiếu này. Trong ngắn hạn VRE sẽ có những cái điểm chỉnh kỹ thuật ở khoảng vùng giá 29.5 đến vùng 30 không gãy. Mục tiêu của VRE vẫn là vùng 3x. Xin lỗi cả nhà, vùng 32. Cổ phiếu Sapeco xem nào. Sapeco thì về cơ bản là mã cổ phiếu dùng để kéo về mặt điểm số, và trong ngắn hạn thì Sapeco đây, vùng hỗ trợ của Sapeco đây các anh chị, vùng 195. Vùng kháng cự của Sapeco trong cái nhịp mà Hùng phân tích ở đây đó là vùng 210, và trong tuần trước thì Sapeco đã có những cái điểm kéo gần chạm về đây. Và sang tuần tới thì khả năng Sapeco vẫn là một mã cổ phiếu để tạo lập kéo. Vinamilk. Đối với Vinamilk, trong tất cả bản tin gần đây chúng ta đều nói đến cái vùng của nó là vùng 112.5 là vùng kháng cự. Hiện tại thì Vinamilk vẫn đang vòng vo tam quốc ở vùng 112, và vùng hỗ trợ của Vinamilk ở đây vùng 108.5 đến vùng 109. Chúng ta đi phân tích luôn cái hệ sinh thái của Vinamilk bao gồm mã cổ phiếu VLC, thì cái mã cổ phiếu này là cái mã mà Hùng đã có ở những cái phân tích rất là dài trước đây, ở những rất là dài trên trên team, nhưng mà sau đó thì nhiều cái mã cổ phiếu để mua quá nên là đây các anh chị, đây
Mùng 7 tháng 8 là đã có những cái hình ảnh về VLC và lý do vì sao mà VLC lại được đưa vào quan tâm lúc đó. Ở tại cái thời điểm đó VLC đang có giá, những cái tín hiệu giá ở đây này, nó đang ở đâu đó những cái vùng rất là thấp. Vùng 25, ở khoảng vùng 25 26 thì nó có cái câu chuyện à vùng 20 23 24. Đây các anh chị, thì nó có cái câu chuyện nó liên quan đến cái hệ sinh thái của ông Vinamilk, và tiếp theo đây thì sẽ có thêm cái mã cổ phiếu MVN M MCM Mộc Châu cũng lên sàn. Thì đấy là những cái câu chuyện mà rất là dài của cái bọn ạ, của cái đội gọi là hệ sinh thái của Vinamilk. Đến thời điểm hiện tại thì cổ phiếu này bắt đầu chỉnh rồi, và chúng ta sẽ canh những cái nhịp chỉnh ở đây để chúng ta có thể bắt lại vùng, sẽ có thêm những cái khuyến nghị của cổ phiếu riêng về cổ phiếu này. Mã cổ phiếu GTN cũng nằm trong hệ sinh thái của Vinamilk, thì đến thời điểm hiện tại là GTN chúng ta đã có những cái khuyến nghị bắt của GTN. Cũng không nhớ rõ lắm nhưng mà nó đâu đó ở khoảng vùng 24, và đến thời điểm hiện tại thì GTN cũng trong phiên kết tuần đã lên được đến cái vùng đỉnh cao nhất, đó là vùng 28. Thì vùng này thì chúng ta cũng sẽ canh để chúng ta chốt dần. Một cái mã trong cái nhóm ngành nông nghiệp nữa thì chúng ta cũng sẽ bắt đầu từ bản tin này, DSN, thì chúng ta sẽ đi phân tích trong cái hệ sinh thái của nó luôn, gọi là nông nghiệp đi, gọi thế cho nó dễ. Thì DSN hiện tại thì cái con này á, cái thanh khoản nó hơi thấp nhưng mà cái cách đi của nó thì nó lại rất ok, tức là nó đi chậm rãi. Đó, nó đi chậm rãi, và con này mã cổ phiếu này thì cũng có thể cầm nắm dài được, cầm nắm dài được với những cái mục tiêu nó dài hơi hơn. Chúng ta đi phân tích hệ sinh thái của hàng không gồm có cổ phiếu VDC. Thì các anh chị nhớ là khi mà VDC bị ngừng cái câu chuyện mà đường bay quốc tế thì còn nó đánh giá rằng đó là một cái yếu tố xấu, nhưng nhìn trên ý đồ tạo lập thì tạo lập sẽ kéo VDC là một cái trụ kéo, và đến tại thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng thấy rằng là VDC đã đạt được đến cái vùng mà chúng ta nói đến ở đây, trong khi mà VDC có những cái điểm test cung ở đây. Các anh chị thì những cái phân tích này của chúng ta đã có rồi. Và cái vùng mắc ở đây đã đạt được khoảng vùng 127.5, và hiện tại thì VDC đang gặp khó ở cái vùng này, thì nó cũng dễ hiểu thôi, tức là khi mà cổ phiếu gặp những cái vùng kháng cự, vùng lên phân tích thì thường là cổ phiếu sẽ có những cái nhịp chỉnh giảm. Đối với VDC sang tuần tới, cái điểm chỉnh đẹp nhất của VDC nó có thể rơi về đẹp nhất các anh chị nhé, đẹp nhất trong cái ý đồ tạo lập và để kéo em này khoảng vùng 123 đến khoảng vùng 123.5. Đây là vùng hỗ trợ, vùng này mà không gãy thì chúng ta sẽ tiếp tục có một cái nhịp kéo tiếp theo của VDC. Cổ phiếu HVN. HVN đã khuyến nghị múc đấy, đợt này đấy các anh chị nhé. Đây ví dụ HVN này. Ở cái Zalo nó mới mới cải cải biến cái này, nhìn có vẻ hơi khó chịu. Ngày 16 tháng 12, đây 16 tháng 12, break bắt đầu bắt ở vùng 28. Chúng ta chấp một đoạn đi, không sao cả, không sao cả, và cái đoạn này thì chúng ta bắt ở những cái vùng vị thế như này để chúng ta xác nhận rằng cổ phiếu của chúng ta sẽ tiếp tục đánh. Như vậy thì nó sẽ rất là ok. Sau 30% vị thế thì chúng ta sẽ tiếp tục có các cái điểm khuyến nghị bắt tiếp theo. Ví dụ như cổ phiếu nó có những cái điểm test cung ở đây thì cũng sẽ có thêm khuyến nghị về HVN. Cổ phiếu ACV là một cái mã cổ phiếu rất là thành công về quan điểm như vậy. Vì sao? Bởi vì các anh chị có thể xem lại tất cả các bản tin phân tích, vùng phân tích về ACV, gần như các cái target cũng lên là như đặt. Và cái target của ACV ở thời điểm hiện tại từ vùng 70 đến vùng 70.5, vùng đặt cái target của nó về vùng 8x trong khoảng tầm độ 3 bản tin tuần, trong 3 bản tin tuần để đưa cổ phiếu này về vùng 8x. Thì các anh chị nhìn thấy này, đó, về đến đây gần gần suýt soát cao nhất ở 79.5. Cách có 0.5 nữa thì ACV phiên ngày hôm qua là một cái phiên bất thường. Chính vì vậy nên là chúng ta sẽ cần phiên ngày hôm nay để chúng ta đánh giá lại. Chính vì vậy nên ông mới có nói câu chuyện là phiên ngày hôm nay là phiên bản lề để xác nhận rằng thị trường của chúng ta còn hay không. Đó, lái tạo lập của trung toàn thị trường có muốn đánh nữa hay không, hay muốn thu dọn chiến trường. Thì với tín hiệu của ACV hoàn toàn khả thi ở vùng 8x. Hôm nay nó lấy được 1 phần 2 thân nến như này là ok rồi. Cổ phiếu AST cũng là một cái mã cổ phiếu mà mình phân tích, và cái cổ phiếu này thì mình có nói với các anh chị rồi, chúng ta đánh nó phải chậm rãi từ từ đấy, nó ung dung đi đó ông cụ, nhưng mà ông cụ này đi rất chắc nhá. Cụ này là cụ ấy đạt được cái target 57 trên 57, đang có những điểm test cung đẹp ở khoảng vùng 54 đó, không có gì thay đổi cả. Và
cái mục tiêu của AST nó không chỉ là đi về cái vùng ở đây đâu, khu vùng 57 đâu. Hùng đang kỳ vọng AST nó sẽ đi về một cái kênh quỹ đạo của trend tăng nó dài hơi hơn. Và không muốn nói đó là vùng 8X thì cái vùng này từ từ hãng chém gió đúng không ạ? Nhưng hàng tuần thì chúng ta sẽ đi phân tích ở những cái góc độ, ở những cái góc độ thuần về mặt kỹ thuật hơn, đó là sẽ sau khi mà cổ phiếu này có những điểm test cung ở đây thì chờ một cái cây nến xanh break được cái nền 57 thì Hùng sẽ đi xây target tiếp theo ở khoảng vùng 60 66 x của ACV ổn. Chúng ta đi phân tích BVH. BVH thì trong cái kịch bản mà chúng ta đề ra đó là hiện tại ở vùng 6X và vùng hỗ trợ của BVH ở khoảng vùng 56, trong tuần thì BVH đã có những cái điểm gần đạt về vùng 6X 59.4. Và sau đó thì phiên ngày hôm qua là một cái phiên khá là bất thường. Ngày hôm nay thì BVH đã bắt đầu lấy lại được cái điểm cân bằng, và từ cái điểm cân bằng này thì cũng sẽ tiếp tục quan sát trong cái vùng giá mục tiêu về 6X. Man San hôm nay chia cổ tức à? Mà sang thời điểm hiện tại thì cái lực đánh dòng tiền nó chưa có nhiều, và hiện tại cổ phiếu vẫn đang đi ngang ở vùng 83.5, thì các anh chị tiếp tục quan sát. Dòng tiền bắt đầu có dấu hiệu tốt tốt lên ở đấy, thì sang tuần thì Hùng sẽ căn cứ cái tín hiệu dòng tiền. Quan trọng nhất khi cổ phiếu muốn lên được thì cái tín hiệu dòng tiền nó phải đi ngang, và sau đó các anh chị nhìn thấy đây. Đó, nó phải dốc đứng lên thế này thì nó mới lên được, chứ còn nếu mà dòng tiền mà đang đi rón rén thế này thì nó rất là khó. Cổ phiếu MWG, MWG cũng như vậy, là một cái mã cổ phiếu mà có đánh giá rằng tạo lập sẽ sử dụng để kéo kéo thị kéo 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 chỉ số về thị trường. Hiện tại thì vùng hỗ trợ của em này 112, 113 kháng cự là vùng 120, chúng ta đang quan sát ở trong cái biên này. Cổ phiếu PNG kỳ vọng trong nhịp này cái vi đánh lên vùng đâu bao nhiêu 83, và một tuần giao dịch gọi là đi ngang của PNC đi, tạm gọi là đi ngang ở đây vùng 75 thì bây giờ cũng thành vùng 75 ở đây 77. Dòng tiền tiếp tục đi ngang, và tín hiệu này thì thiên về kịch bản là PNG sẽ đi ngang, còn mục tiêu thì vẫn không có gì thay đổi, đó là sẽ đi về đây vùng 8x, mạnh hơn sẽ vùng 83 84 ở đây. Và vùng hỗ trợ vùng 75 này, đây là vùng đệm mà các anh chị có thể quan sát, vùng này không gãy các anh chị cầm PNG chúng ta tiếp tục cầm. Ở một phiên có một cái lực cầu đánh mạnh khoảng tầm trên 1,5 triệu cổ phiếu thì chúng ta có thể cân thêm đối với PNG. Chúng ta đi phân tích một số các cái mã cổ phiếu trong cái hệ sinh thái của nhóm ngành nhựa. Đầu tiên là cổ phiếu nhựa Bình Minh. Thì đối với nhựa Bình Minh, sau khi mà em này em ấy out được cái vùng 6X, tức là target cuối cùng, target mà gọi là cuối cùng khi mà chúng ta phân tích ở dưới này lên đó là 6X. Từ 6X thì chúng ta đang đẩy cái target này lên 70. Trên cái đường 70 đó thì đang có một cái cung ở đây khoảng vùng 63.5. Đây là cái vùng cung mà Bình Minh cần phải giữ, và cái phiên ngày hôm qua thì chúng ta bỏ qua đi, và chúng ta sẽ tính cái phiên ngày hôm nay là trong cái biên này thì Bình Minh vẫn đang giữ được ở trong cái biên này rất là tốt. Một tuần gần như các anh chị nhìn thấy gần như Bình Minh không có khối lượng ra, thì đây là những cái dấu hiệu để chúng ta nhận diện thấy rằng là cái ý đồ tạo lập của cổ phiếu này vẫn đang kéo tiếp. Rồi, cổ phiếu Ba Con Na cũng đã khuyến nghị mua các anh chị nhé. Nhịp này thì cũng có khuyến nghị đầu tư Ba Con Na. Cái này nó mới nó hơi khó chịu. Đó. Đây. Thì bắt đầu vào tháng 12 mùng mùng 4 nó bắt đầu giải ngân. Đó, ví dụ như vậy. Thăm dò hoặc đây này đó, bắt đầu từ đầu tháng 12 thì chúng ta bắt đầu thăm dò và cân thêm những cái tỷ trọng ở vùng 12.9. Thì đối với ba mã cổ phiếu ban A trong thời điểm hiện tại trong tuần thì cũng đã lên được cái điểm cao nhất ở đây là bao nhiêu, 13.65, trên cái mục tiêu của chúng ta là đánh về vùng 14. Về cái cách đi hiện tại của cổ phiếu ban A thì chúng ta hoàn toàn kỳ vọng ở target 13 chấm xin lỗi cả nhà, ở vùng 14. Lực đánh của Ba Na ở đoạn này cũng khá là ổn rồi. DAG là một con pen của em Ba Na và của nhóm ngành nhựa. Con này thì cứ chạm hỗ trợ thì chúng ta mua thôi, hỗ trợ của nó ở dưới này 640. Một mã nữa là mã cổ phiếu nhựa Thiếu Niên Tiền Phong thì cũng đã có khuyến nghị mua, nhưng đối với em này á, thì chúng ta sẽ nhìn ở trên góc độ tổng quan của nến tuần thì nó sẽ dễ hơn.
Trong cái nhịp đánh này thì chúng ta đang kỳ vọng khi mà nhựa thiếu niên tiền phong break được cái vùng 35 thì sẽ đi về vùng 4x. Nhìn trên trend tuần thì điểm cao nhất của em này đã đạt được khoảng 39.7, 39.7 và sau đó tụt xuống, nhưng về bản chất đây là một cây nến nhiễu. Và thời điểm hiện tại thì cổ phiếu này đang đi ngang ở cái vùng ở đâu đây, cái biên nhỏ nhỏ đây, thì chúng ta tiếp tục quan sát khoảng vùng 36 đến vùng 36.5. Rồi chúng ta sẽ phân tích gì. Di sau một cái nhịp mà em ấy về đến, tóm lại là chúng ta xây một cái nhịp xổ số từ vùng 42 và lên đến tận vùng 50. Di đổ và Di lại có cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây ở vùng 46. Các tài khoản đang cầm Di chú ý là vùng 46 này không gãy thì Di bây giờ đang sẽ có những nhịp đánh hồi lên, xả xuống, và sau đó sẽ có những nhịp đánh hồi lên ở vùng 46 trước khi mà cổ phiếu này hình thành lên một cái xu hướng tiếp theo. Ở trên một cái trend lên, đúng không ạ? Trên một cái trend lên và cổ phiếu sẽ có những cái vùng đi ngang đi ngửa như này, thì các anh chị có thể xem lại, nhớ lại, có thể xem lại những cái bản tin khi Hùng phân tích Z ở những cái vùng giá khoảng 32. Phân tích một sóng lên của Z. Rồi hệ sinh thái của nhóm ngành công nghệ gồm có mã cổ phiếu đầu ngành FPT. FPT thì đã có khuyến nghị mua thêm các cái điểm mua hạn mức bất thường. Ở khi mà cổ phiếu này vượt vùng 56 và trong thời điểm hiện tại thì cái vùng hỗ trợ của cổ phiếu ở vùng 55 và biên mắc ở đây ở vùng 60 thì tạm thời chúng ta sẽ kỳ vọng FPT ở trong cái vùng này. DGW ở DGW lồng có nói đến vùng hỗ trợ này 73.75 và vùng 80. Và đến thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng tạm thời là chúng ta cứ nằm ở trong, quan sát ở trong biên này thôi. Chưa có những cái tín hiệu để Hùng nhận diện rằng là DigiWorld sẽ đánh break lên vùng đây. Cái mô hình nó rất là đẹp, nó tạm hỗ trợ đánh lên 80 rồi chỉnh trang kỹ thuật và có một cây nến xanh để nó đạp qua vùng 8x, thì cái đó chúng ta sẽ nâng target của cái nhóm ngành công nghệ lên, mã cổ phiếu CMG. CMG thời điểm hiện tại chưa có nhiều yếu tố đột biến, dòng tiền đi ngang và hỗ trợ 32. Em này khả năng nên cắt, nếu đang giữ thì nên cắt, bởi vì là đánh mãi không lên thì chúng ta sẽ đi tìm những cái mã cổ phiếu khác nó ok hơn, đúng không các anh chị? Novaland, Novaland là một cái mã cổ phiếu mà Ông thường xuyên phân tích mã cổ phiếu này, nó có những cái lý do riêng của nó. Và đến thời điểm hiện tại thì trong cái kịch bản ông phân tích bản tin tuần, khi chạm về vùng 65 cổ phiếu sẽ trả cung về đâu đó khoảng vùng 63. 63 không gãy và cái lực cầu tiếp tục kéo lên về vùng 65, break 65 thì chúng ta sẽ có những cái kỳ vọng tiếp theo. Và đến thời điểm hiện tại thì Novaland đang có những cái dấu hiệu mà chúng ta sẽ chờ thêm cái ý đồ tạo lập, và cái ý đồ đó sẽ đến khi mà cổ phiếu này ở khoảng vùng 63.5. À xin lỗi cả nhà, 60 mấy nhỉ, 64 à? 64.5. 65.5 thì đúng hơn. 65.5. Sẽ có những ý đồ tạo lập về cái vùng đệm ở đây 65.5 mà không gãy thì các tài khoản mà đang nắm Novaland chúng ta sẽ tiếp tục nắm. CTD cổ phiếu cũng nhiều, gọi là nhiều cái biến cố ở trong năm 2020, và đến thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng đang phân tích các cái nhịp đảo hàng, nhịp mua thêm, để chúng ta nói chung là những cái tài khoản nào mà chúng ta bắt ở những cái vùng ở trên này thì chúng ta thoát lỗ. Hiện tại sau một cái nhịp breakout lên vùng 60, 67 và hiện tại là vùng 7x thì cổ phiếu đang có 2 tuần đi ngang, 2 tuần đi ngang ở quanh vùng 7x, thì các anh chị nào đang cầm cổ phiếu này thì chúng ta sẽ quan sát ở vùng 7x, nhưng vùng lên vùng này mà không gãy thì cái xu hướng kỳ vọng để đánh vượt thoát lên là còn. Còn cái điểm mà Hùng khuyến nghị mua ở đây đó là khoảng vùng 5, khi mà cổ phiếu thoát biên 57 thì Hùng đã khuyến nghị bán ra ở vùng 67, tức là chúng ta đảo một nhịp ở đây, còn lại cái phần gốc thì chúng ta sẽ chờ chắc chắn là lãi rồi. Cô Tây Công, nếu các anh chị mua đúng theo cái hướng dẫn của Hùng thì chắc chắn là lãi rồi nhé. HTN. Rồi, em HTN này là một cái em mà
Không biết là bây giờ nếu tính cái tỷ lệ lãi suất của em này thì không biết là đến bao nhiêu nữa rồi. Và trong thời điểm hiện tại thì cái điểm nhấn kỹ thuật của em này ở vùng 45 và cái điểm hỗ trợ ở khoảng vùng 40, thì thường thường là cổ phiếu sẽ có những cái điểm đi ngang đi ngửa quanh vùng này cho đến khi dòng tiền ở cái tín hiệu dòng tiền nó tiếp tục nó ao lên, nó tiếp tục nó đánh này, đó anh chị nhìn thấy không? Đó. Đó, ví dụ như điểm này này nó đánh này, rồi điểm này bắt đầu chuẩn bị ngóc đầu đi lên rồi. Thì đây là những cái dấu hiệu đầu tiên để cổ phiếu này cái tạo lập nó tiếp tục đánh. Nhìn cái kiểu phân phối hàng như thế này là HTN sẽ tiếp tục đi. Nên là chúng ta sẽ chiến đấu. Đó. HDC tuyệt vời. HDC thì phải nói là không không phải là trên cả tuyệt vời. Bởi vì chúng ta phân tích HDC từ những cái vùng ở dưới này và đến cái sóng mà chúng ta phân tích gần đây nhất đó là ở khoảng vùng giá 21. Đây, ví dụ như vậy. Và chúng ta sẽ tránh những cái câu chuyện là chúng ta đánh lại những cái này các anh chị nhé. Đó, bởi vì đánh như này thì nó sẽ rất là mất công. Và HDC chúng ta có một cái đường dài đấy từ giá 21.5, thậm chí là chúng ta đi về những cái vùng đầu tiên thì chúng ta sẽ có những cái giá rất ok. Và trong tuần hôm qua thì đã có thêm một cái điểm mua phiên ngày 16. Đó, ví dụ như vậy thì cái Hùng Hùng sẽ nói sâu từ cái cổ phiếu HDC này để các anh chị hiểu. Ở phiên ngày 16 tháng 12 thì Hùng tiếp tục hạn mức bất thường trong phiên ngày hôm nay, lúc đó là khoảng mấy giờ? Đó, khoảng 9 giờ 22 phút. Thì Hùng tiếp tục tăng cái hạn mức bất thường của HDC lên và nâng cái target của cổ phiếu này lên vùng 34.5 đến vùng 35 và vùng giá mua là vùng 32 đến 32.5. Thì cái cách thức của Hùng đó là Hùng chọn những cái mã cổ phiếu đang uptrend. Sau quá trình uptrend, ví dụ như cái target các anh chị có thể xem bản tin tuần trước thì Hùng xây ở từ HDG từ vùng 27 đến vùng 28 mà lên vùng 32, và sau khi Hùng nhận diện thấy cái vùng 32 này nó test cung đẹp, nó test cung rất là ok thì Hùng sẽ bắt đầu sẽ khuyến nghị mua tiếp. Đó, và trong cái phiên ngày 16, đây cái 15 14. Ở đây 14 này. Đó, đây 15 đây phiên này. Đó thì hôm nay là T0, T1, T2. Đó, T2 hàng về là có lãi rồi, xong đến thứ hai cùng lắm là nó peel phát lên vùng 35, chúng ta chốt cái phần chúng ta mua thêm ở đây. Ví dụ như vậy. Tức là chúng ta vẫn luôn có 100.000 mã cổ phiếu, ví dụ như vậy, thì chúng ta sẽ mua thêm 50 đến 100%, đấy là cái hạn mức bất thường ở vùng 32, và đến vùng 34, 35, đến vùng 35 chúng ta chốt, như vậy là chúng ta có 50.000 chốt, đúng không ạ? Và cái gốc của chúng ta không đổi. Đấy, thì đấy là cái cách mà Hùng liên tục phân tích trong một cái sóng lên. Đó, và điểm mua của HDG đấy các anh chị nhá. Đó, à HDC. Đó, điểm mua HDC, thậm chí là điểm mua HDG hình như cũng có đấy. HDG cũng có đấy, tí nữa ông sẽ đi phân tích thêm. Nhưng mà chúng ta tránh cái trường hợp sớt lại trên Zoom không chat nhé. Bởi vì các anh chị có bảo Hùng là nói trước nói sau thì với quan điểm của Hùng là nói trước nói sau nó không quan trọng. Quan trọng là cái chất ở trong đấy. Đó. Chất đến đâu thì chúng ta nói đến đấy, chúng ta không có gì phải phải phô trương cái hình ảnh của mình lên làm gì cả. Cái đấy là cái mà Hùng không bao giờ Hùng có thích. Cổ phiếu HDG cũng như vậy, đến thời điểm hiện tại thì những tài khoản lớn hiện tại Hùng phải nói là như thế, những tài khoản lớn trong team Hùng Lê đang nắm cực nhiều cổ phiếu này đó. Và đến thời điểm hiện tại thì cái target mà chúng ta xây lên đến vùng 35 trên 35 thì có thể nói là gần như là sẽ đạt được trong tuần tới. Đó, ví dụ Hùng xây này, từ đây này Hùng xây lên cái target ở đây các anh chị nhá, 32 này, 32 trả cung piu một phát đây. Đó, thì cái cung trả piu ở đây đó là vùng 30.5 cho phép mắc xuống đây. Cổ phiếu tiếp tục công lại vùng 32, vượt thoát vùng 32 chúng ta có vùng 35, nôm na là như thế. Vậy thì khi cổ phiếu vượt thoát vùng 35 lại có tiếp điểm mua. Đó, cái cách cùng như vậy, liên tục mua và mua những cái mã cổ phiếu mà phân tích trên một cái trend dài thì đấy là một cái lưu ý. Rồi, HBC, chúc mừng các cổ đông HBC, ngày hôm nay HBC đã đạt target 15 trên 15. Và một cái điều đáng nói, lực cầu tiếp tục duy trì tốt ở điểm này thì cái lực chạy tiếp của HBC nó sẽ chưa có, nhưng nó sẽ có những cái điểm mà lấp lại cái vùng 15.5 ở trên này. Đó, nó phải lấp lại trên này một tí tẹo nữa chúng ta lại có thêm một điểm mua hạn mức bất thường ở đây, nếu có. Đó. Trên Room Hùng sẽ luôn có những cái câu chuyện đó. Và HBC thì cũng đã có những cái điểm đầu tư khá là dài, ví dụ như vậy nhá, Hùng sẽ search lại một cái nữa. Đó.
rất là dài về nói về mã cổ phiếu HBC, các từ khóa ở đây. Mã cổ phiếu VCS, à VSC, VCS, VSC là của cảng biển đó. VCS trong nhịp này thì ông cũng đã có những phân tích kỳ vọng về việc là cổ phiếu này sẽ đánh ao lên vùng 85 và đích đến sẽ là vùng 90. Điểm mua thì không khuyến nghị. Đạt Phương DPG. Đạt Phương ở thời điểm hiện tại chúng có nói rồi, đó là cái biên của chúng ta đây là biên 30 và biên hỗ trợ của em này là biên 27.5 đến vùng 28. Nhiều anh chị hỏi là tại sao chúng ta không giữ Đạt Phương để chờ đợi một cái cú ao khỏi vùng 30. Thì Đạt Phương về mặt lý thuyết thì nó cũng hoàn toàn có thể đi theo một cái trend dài, nhưng mà trước mắt thì cũng chưa nhìn thấy. Chính vậy nên là chúng ta cứ chạm cái vùng này chúng ta chốt đã. Và cái điểm gom trung hạn của cổ phiếu thì ở đây, và chạm về vùng này chúng ta mua, như vậy là chúng ta cũng đã lợi về giá. Cổ phiếu CRE cũng là một mã khá là quen thuộc đúng không ạ? Target chúng ta đang xây ở đây là vùng 34 trên 34 đã đạt. Sau đó thì cổ phiếu có một cái điểm vòng cung ở đây. Và nhìn về thế trận thì như vậy là cái vùng lên được cái vùng 35 36 là hơi khó rồi các anh chị nhá. Hơi khó rồi đấy, bởi vì dòng tiền bắt đầu có cái xu hướng cắm đầu này, đường mát cắm đầu thì cổ phiếu nó sẽ không tăng được, không có cái gì có thể tăng được cả. Và xu hướng thì sẽ test lại, test cung tích lũy lại ở khoảng vùng 31.5 đến vùng 32, vùng này ổn định, công lại vùng 34, thoát vùng 34 chúng ta tính tiếp. EVG là một mã cổ phiếu mới được khuyến nghị đầu tư, chấp em ấy một đoạn đường tương đối dài, bởi vì tối ngày hôm qua thì mới phân tích và ngày hôm nay thì khuyến nghị từ tối ngày hôm qua. EVG chúng ta nhìn ở trên một cái chặng đường nó dài hơn một tí, trên trên tuần thì hoàn toàn khả thi. EVG cổ phiếu trong nhịp này có thể đánh chạm vùng 10. Đó, từ vùng vùng này hoàn toàn kỳ vọng chạm vùng 10. Tất nhiên để lên được vùng 10 thì nó sẽ lên các cái vùng 7, vùng 8 thì cũng sẽ tiếp tục cập nhật các cái điểm mua tiếp theo. Cổ phiếu LDG cũng được cập nhật ở trong tuần vừa qua và đến thời điểm hiện tại thì các tài khoản trong team của ông Lê thì gần như đã mua và nắm giữ cổ phiếu LDG sau khi cổ phiếu này break out khỏi vùng 7.5. Ở phiên ngày hôm nay hình như cũng có khuyến nghị nhặt thêm, và trong các cái phiên mà out trở lại đây thì cũng có đề cập đến cái vùng 7.2 là cái vùng tỷ bật của cổ phiếu rất là quan trọng. Và LDG thì cũng có nói với các anh chị rồi, đó là chúng ta sẽ đánh ở một cái biên nó dài đó, vùng 6 đến vùng 6.5 ở đây, xác nhận là một cái biên trung hạn của cổ phiếu, nên là chúng ta cứ túc tắc để chúng ta chiến đấu. Mã cổ phiếu thứ hai của cái pen ở trong nhóm này đó là mã cổ phiếu DRH, cũng đã được khuyến nghị đầu tư. Trong phiên ngày hôm nay thì cũng đã khuyến nghị mua cổ phiếu DRH, gọi là mua full, kỳ vọng mua full 11 giờ 43 phút, canh các cái nhịp nhún ở vùng khoảng 8.15 đến 8.2, và sau đó nếu mà không không có cái giá đó thì chúng ta tự điều chỉnh lên và chúng ta xác nhận với nhau là chúng ta cái cổ phiếu này đã kết thúc cái nhịp chỉnh ở vùng 7.8 đến vùng 8 và như vậy đáng để đầu tư. Và DRH thì cũng là một mã cổ phiếu nằm ở theo kiểu kênh trung hạn. Cổ phiếu C32 ngày hôm nay C32 thì xấu thì chưa xấu. Vùng 24. 24 là vùng hỗ trợ thì chúng ta sẽ quan sát thêm ở vùng 24, có thể có những cái sức bật từ vùng 24. Các tài khoản nếu chúng ta đang cầm C32 chúng ta sẽ quan sát ở vùng này, để chúng ta có thể mua đảo ở vùng này để chúng ta chốt lên trên vùng 25 đến vùng 26 cộng. Cổ phiếu sell đấy, mọi người cứ cứ chài bừa sell là thế này thế kia, nhưng mà chúng ta nhắc lại những cái phân tích của Hùng ở đây đó là gì. Sell chúng ta phải kiên nhẫn một tí là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái biên ở đây của nó vùng 6.5 đến vùng 6.7 cũng xác nhận rằng đây là cái vùng hỗ trợ dài của cổ phiếu. Thứ ba là sell có những cái điểm đánh rất sốc, chỉ có một tuần thôi hoặc 2 tuần nó đạt target thiết kế đó. Đấy là những cái mà đã có rồi, cũng đã lưu ý rồi. Thì đây đó, nó đánh chỉ có 2 tuần thôi các anh chị, về đến tận vùng 10 rồi đó. Từ vùng đâu, từ vùng 7 về vùng 10 các anh chị được 3 trên 7, bao nhiêu phần trăm tự chia. Cổ phiếu L gì nhỉ, L LGL à, cái con này đó, rồi lại nhắc đến LGL đó, ai không bắt thì chịu thôi. Cổ phiếu này thì Hùng cũng quan sát những cái ý đồ tạo lập nó, những ai mà bắt chỗ này là tèo này, xong về đến đây nó rũ cho phát, về đây lại bán ra này, bán ra xong nó lại kéo lên đó, thì cái vùng mồng đã đưa cho anh chị 4.6 đến 4.8, đó là vùng mà chúng ta canh bắt. Đó, đẹp chứ, em này
vào quần là cũng ổn đấy. Từ vùng 5 mà đánh nhỡ may đấy, vùng nói như nhỡ may nó đánh chạm về vùng 9 là các anh chị tự chia lợi nhuận ra được bao nhiêu. Em này đẹp đấy, ổn. DG Đất Xanh, một mã cổ phiếu mà có thể nói rằng cũng rất thành công và đã đưa những cái lợi nhuận tương đối ổn định cho anh em chúng ta trong một quá trình từ đâu đó vùng 10 dưới này đã phân tích một sóng lên. Và sóng lên này thì hiện tại đang dừng lại vùng 15 và có những điểm test cung cho phép ở vùng 14.5, phiên kết tuần đóng cửa 14.8 ổn. 14.8 đến 14.5 là lớn hơn anh chị nhỉ, đúng không? Ngày xưa học toán hơi ngu. 14.8 lớn hơn 14.5, ổn, vẫn đang ổn. Và nó có một cái điều đáng lưu ý hiện tại đó là Đất Xanh thì nó đang có cái tín hiệu dòng tiền nó đang hơi cắm đầu đi xuống một tí, và chúng ta sẽ chờ những cái tín hiệu ổn định của Đất Xanh ở khoảng vùng 14.5 thì chúng ta sẽ có thêm những cái khuyến nghị tiếp theo. Cổ phiếu DG, DG quá là ổn luôn. DG chúng ta phân tích từ vùng nào anh chị? Không nhầm thì vùng 17.5 đến vùng 18.3. Và đến thời điểm hiện tại là chúng ta đã đi xây 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 lên đến tận vùng 27.5. LDG có một cái điểm nhấn kỹ thuật ở đây, vùng có nhắc đến với các anh chị đó là khi mà nó chạm vùng 27.5 ở nhịp đánh trước thì cổ phiếu nó chỉnh giảm kỹ thuật. Vòng đã cua cái điểm chỉnh giảm kỹ thuật ở vùng 24 đến vùng 24.5. Riêng cổ phiếu này thì chúng ta phải search lại một tí. Bởi vì DG nó có những cái câu chuyện riêng, và thêm về câu chuyện riêng của DIG thì nó lại có một cái điểm 4 có vẻ là cái bộ lọc mới của Zalo nó có vấn đề. Nó có vấn đề, nó hơi khó tìm so với lại cái cách làm cũ đó. Thì DG đồng có khuyến nghị cái đoạn mà 24 đến 24.45 này, đấy là cái đoạn mà cổ phiếu xác nhận cái tín hiệu trả cung ở vùng 24 thành công, và các tài khoản đang cầm thì canh mua lại phần đã chốt ở vùng 27 đến 27.5 trong cái nhịp đánh trước, và cân 50 đến 1 100% tỷ trọng vùng giá 24 24.45 lên tàu, và chúng ta sẽ lăn lại đấy ngày ngày bao nhiêu đây, hơi hơi chuối cái Zalo mới như thế này là nhìn thì có vẻ nguy hiểm nhưng mà không ăn thua. Thì nôm na là như vậy, tức là cái cách thức là khi mà chạm cái vùng này thì một số tài khoản đã chốt, và bắt đầu đến cái điểm này thì xác nhận những cái tín hiệu kỹ thuật thì chúng ta sẽ cân 24 24.45 với mục tiêu về lại đây. Và DG đến thời điểm hiện tại đó, dòng tiền nó bắt đầu dốc lên rồi, thì cái câu chuyện là DG chúng ta sẽ chờ phiên ngày thứ hai, phiên ngày thứ ba trong vùng 28 để chúng ta xem cái sự vận động của em này. Cổ phiếu Fecom, FCN. Fecom thì nó có những cái câu chuyện về hạ tầng thôi, về đầu tư công, và đây cũng là một cái kỳ vọng của Hùng. Sau khi cổ phiếu này hoàn thành cái vùng mục tiêu ở đây thì cổ phiếu break cái nền ở đây này, nền 11.5 đến 12, cái vùng này đã khuyến nghị mua thêm, tiếp tục hạn mức bất thường để đưa target của em này về 13 đến vùng 13.5. Về đến vùng này thì chúng ta sẽ canh chốt. Cổ phiếu FCN rồi IDC. IDC cũng là một mã cổ phiếu mà Hùng liên tục đi phân tích và đi xây, và chính xác là IDC thì chúng ta đi xây từ vùng 19. Đây xây lên, các anh chị có thể nhìn thấy đây, đây là dòng thời gian. Và nếu các anh chị theo dõi lại những cái tiếng Anh hơi ngu không biết là đoạn này là tháng mấy này. August, July, tháng 4, tháng 5 gì đây. Nó là bắt đầu đi đi đến cái câu chuyện đầu tư công, và chúng ta bắt đầu xây cái target của IDC, và IDC cũng đã có những cái điểm mua hạn mức bất thường khi mà cổ phiếu này đánh break vùng 35, có những cái điểm test cung đẹp, và chúng ta đã nâng cái target của em này lên vùng 39 đến vùng 4x, và với cái thế trận hiện tại thì cổ phiếu này hoàn toàn có thể cán cái cột mốc đó. Cổ phiếu LCG, LCG cũng là một cái mã cổ phiếu mà cũng đã có thêm những cái điểm mua về hạn mức bất thường, thôi không tìm nữa, Zalo chối quá.
khi mà cổ phiếu này out khỏi vùng 12 thì chúng ta có mở thêm các cái điểm mua ở đây, và từ điểm này thì đang kỳ vọng nâng cái vùng target của em này lên khoảng vùng 13.5 đến vùng 14, mạnh hơn thì có thể đạt được lên đến vùng 15, và LCG thì chúng ta sẽ tiếp tục nắm. Như vậy nhóm ngành xây lắp là một nhóm ngành mà rất thành công của team của chúng ta trong thời gian vừa qua. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đánh giá nhóm P thì cũng đã có những cái trao đổi với các anh chị rồi, đó là sau khi mà banh và chứng khoán lên ngôi vương thì P nó sẽ phải thế chân vào để nó lấp lại cái chỗ trống về mặt thế trận đó, về mặt thế trận. Thì cổ phiếu đầu tiên chúng ta sẽ nói đến GAT. Trong kịch bản phân tích tuần chúng ta nói đến GAT ở vùng hỗ trợ đây, đó là vùng 85. Thì trong tuần thì cổ phiếu GAT bị đánh mất vùng 85 và phiên ngày hôm nay lấy lại, thì câu chuyện lấy lại này chúng ta phải chờ thêm cái tín hiệu kỹ thuật của phiên giao dịch ngày thứ hai. Anh chị thông cảm là đang 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 ốm nên là cái cổ họng nó có vấn đề. Ông sẽ chờ thêm cái tín hiệu kỹ thuật ở vùng 84 84 đến vùng 85 để chúng ta xem là cổ phiếu này có ao lại được trên vùng 85 với một cái lực cầu ở trên khoảng 1,5 triệu đến 2 triệu cổ phiếu, thì chúng ta sẽ có đánh giá thêm về GAT. PLX trong thời điểm hiện tại đây rồi, ok. Cái cách mà chúng ta có nói đến PLX đó là PLX khi chạm về vùng 53 sẽ có những điểm trả lại nhẹ nhàng ở khoảng vùng 52. Trả nhẹ nhàng xong thì xuất hiện một lực cung kéo lại lên, thì chúng ta sẽ xây cái target này lên vùng 56. Bản chất là cổ phiếu này đã kéo ở trong tuần nhưng mà đến cuối tuần cái phiên bất thường ngày hôm qua thì nó mới trả cung lại ở vùng 53, và đến phiên nay thì đã lấy lại được trên vùng 53. Thì cái vùng này bây giờ nó sẽ trở thành cái vùng hỗ trợ các anh chị, trước là vùng kháng cự nhưng bây giờ nó sẽ trở thành vùng hỗ trợ rất là quan trọng trong nhịp đi sắp tới. Về tín hiệu của PLX thì hiện tại cũng đánh giá đang khá là ổn, và chúng ta sẽ chờ chốt ở khoảng vùng 55 56 gì đó ở nhịp này. Ở PVS mục tiêu không có gì thay đổi, vùng 16.5 đến vùng 17. Trong tim mùng lên thì cũng đang nắm mã cổ phiếu này. Ở PVD cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Ôi chết, PVD lại hôm nay tuần này đạt target à? Không view, không view anh chị. Ngon quá rồi. Bộ ba mã cổ phiếu khuyến nghị đầu tư PVS, PVD, PVT đó là top đầu tiên. Với tín hiệu này của PVD thì đẹp quá các anh chị. Đạt target 14, cái cây nến chọc lên thế này. Test cung nhẹ nhàng ở vùng 14 rồi đi tiếp, tức là cách thức như vậy. Ok, trả cung đây. Tuần tới PVD sẽ có những nhịp trả cung ở quanh vùng 14, không gãy hùng sẽ có điểm mua hạn mức bất thường ở đây, tăng mua 50 đến 1% phần trăm tỷ trọng năng nóng ở đây, và cái thời điểm mua thì hùng phải căn cứ thực tế cái sự vận động của nó ở đây. PVT, ok, PVT như nào? PVT đang khó quá. Đang khó ở vùng 10 đó các anh chị thấy không ạ? Vùng 13.5. Cái vùng 13.5 này là cái vùng kháng cự. Đấy, khi mà hùng phân tích cái vùng kháng cự thì đấy. Đó, và khi chạm vùng kháng cự thì 1 2 3 4 phiên giao dịch của tuần không xiên được qua, nên là phiên kết tuần là nó lại đang hơi đuối một tí. Đó, những cái đuối con cá chuối này thì cũng chưa có gì gọi là phức tạp lắm. Đó. Trên cơ sở là đuối thì đuối nhưng mà đừng có gãy khoảng vùng 13.15 là ok nha. Cổ phiếu PET, PET đánh hơi nháo. PET thì tính đầu cơ thôi, và ông đang để đưa cái cổ phiếu này lên vùng giá mục tiêu khoảng vùng 17.5 đến vùng 18. Bộ ba các mã cổ phiếu nó pen sau một tí nhưng mà cũng đã có những cái thành quả nhất định đối với team của ông Lê. Đầu tiên cổ phiếu POVK ở vùng 12 trên 12, và trong phiên ngày hôm nay thì cũng có khuyến nghị chúng ta bắt thêm với mục tiêu đưa cái target của em này lên vùng 12.5 đến vùng 13, với kỳ vọng đón sóng P, bởi vì hiện tại là ông thấy dầu đang ở đây vàng đó, dầu đang lên, dầu đang ổn đấy. Đó, vàng vàng chết rồi, vàng cũng đang lên rồi. Anh chị nào mà đang có vàng thì chúng ta chuẩn bị chốt. Đó, nhiều thứ lắm, nói chung là cái kênh đầu tư về về tài chính nó rất nhiều thứ. Khi chúng ta đã am hiểu kỹ thuật rồi, chúng ta có thể đầu tư vàng, có thể đầu tư dầu, có thể đầu tư FX, nhiều thứ. Và đây là một cái kênh rất là hay, nên là các anh chị nhà đầu tư chúng ta cố gắng lên.
POV kép đang nói giờ em này, mục tiêu của em này sẽ có những cái điểm test cung, nếu mà test nhẹ nhàng đẹp á, thì khoảng vùng 12.8, xin lỗi cả nhà, 11.8 đến vùng 12 trước khi mà cung vào để cầu vào để kéo vượt thoát khoảng vùng 12.5. Đây là một cái phiên đánh nháp thì kiểu gì nó sẽ lấp lại chỗ này thôi. Rồi. Rồi hiện tại là đang đang có những điểm trả cung đẹp đó các anh chị, 8.8 đến vùng 9, đó là cái vùng màu xác nhận rằng là cổ phiếu sẽ có những điểm trả cung và kéo ao 9 thì chúng ta sẽ bắt đầu đi xây. Trước mắt thì chưa thể đi xây target được, nhưng mà ít nhất là ông phải vượt được khoảng cái vùng 9.5. Đó, vượt được khoảng vùng 9.5 thì khi đó thì chúng ta đi đi xây target, tức là mục tiêu bây giờ phải về được vùng 9.5 đã. BSR. BSR ổn. Dòng tiền đánh ổn và trong tuần thì đã gần như phiên kết tuần đã đạt được rồi. Đạt được cái vùng giá mục tiêu đầu tiên như là vùng 9. Xem lại cái Zalo này mới. Đôi lúc cũng phải xem lại để mình xem được xem những cái gì mình đã nói ấy. Không đôi lúc nó bị sai. Oi này. BSR. Nhóm P bắt đầu dự kiến khởi động. À, chúng ta có bắt thêm một số các mã cổ phiếu P tí cũng sẽ phân tích. Đường đi của BSR về 9 rồi thì sang tuần tới BSR sẽ có những cái điểm trả lại cung ở vùng 9 không gãy, sẽ kéo tiếp về vùng 10. Như vậy nhịp này thì chúng ta kỳ vọng mắt của target của BSR đánh về khoảng vùng 10, 10 quanh 10. Đó. Ở trong cái con P này chúng ta hình như có thêm một số mã cổ phiếu có phân tích, đó là mã cổ phiếu PMG. PMG thì trong tuần, ô PMG sao tăng tốt thế nhỉ? Có phân tích PMG, nói chung là em này thì thanh khoản hơi thấp. PGD, à nhầm, đánh nhầm, đánh nhầm. Đây, em này thì đúng hơn, đúng rồi. Tuần trước thì mình có nói đến mã PGD, kẻ như căng đét như kẻ chỉ ở vùng 27, và ở cái điểm này thì chúng ta sẽ bắt chờ đến khi mà cổ phiếu này mà thoát được cái vùng thoát vị đĩa đệm ở đây này, thoát được cái vùng này là vùng bao nhiêu đấy ạ? Vùng 30 đó thì chúng ta sẽ bắt thêm, và con này thì thanh khoản nó vừa vừa nên là chúng ta đầu tư, ta uống trà đá. POS đã khuyến nghị bắt. POS mặc dù là đẹp không ai chị, nhìn đi rất là đẹp. Chưa hết sóng đâu, POS vẫn còn chạy tiếp. Đã khuyến nghị đầu tư rồi. Mục tiêu thì con này giờ đang khó xây, nói chung là chúng ta cứ gom đủ vị thế để chúng ta sẽ nói tiếp câu chuyện của nó. Thêm một mã cổ phiếu P P gì đấy nhỉ? PVP. PVP cũng khuyến nghị anh em chiến đấu. Sau khi mà cổ phiếu này có một cái nhịp đây, nhịp trả cung đẹp đẽ ở đây rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta bắt thêm PVP. Và target của em này thì cũng từ từ, bởi vì là hai em này thì mới 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 đó, ngày hôm qua đây 10 10.4 cân thăm dò vị thế rồi. Nhóm nhóm dầu khí thì chúng ta sẽ dừng lại ở đấy, và trong cái phân tích định lượng về sóng ngành thì cũng kỳ vọng là nhóm dầu khí sẽ tiếp đà của banh và chứng khoán. Rồi chúng ta sẽ đi sang một cái nhóm mà gọi là nhóm cổ phiếu vua, Vietcombank. Vietcombank đến thời điểm hiện tại thì chúng ta đang phân tích lên cái target ở đây là 100. Trong tuần thì có hai phiên chạm vùng 100, đạp phiên ngày hôm qua, đạp phiên này lại kéo. Vietcombank thì nó nằm trong những cái yếu tố tạo lập, nói chung là thanh khoản nó ít mà, nên là nó thích kéo cái gì nó sẽ kéo, còn hình như đâu đó còn 5% ở bên ngoài rơi vãi nữa thôi, còn lại là đã nằm hết ở trong các cái rổ rồi. Rồi Vietcombank ý đồ tạo lập trong tuần tới thì như vậy thôi, cũng chưa có xây dựng thêm vùng hỗ trợ 95, vùng kháng cự 100, đã quan sát thêm. Mã cổ phiếu Bit phiên ngày hôm nay tiếp tục tăng hạn mức bất thường, điểm mua ở quanh vùng 46.5 đến vùng 47. Bởi vì mình nhận thấy rằng là cái xu hướng mà Bit test cung, khả năng nó sẽ không test được sâu xuống đến
vùng giá 45 mà chỉ ở khoảng vùng 46 mà thôi. Chính vậy nên phiên này quyết định mua thêm với mục tiêu nâng target của cổ phiếu Bit lên vùng 49 đến vùng 50 ở trong nhịp đánh này. Mã cổ phiếu ACB sau khi chuyển sàn thì đang đang khá là ok nhỉ. Vẫn đang nằm ở trong cái quỹ đạo thiết kế, đó là trên vùng giá 28 và test cung sâu cho phép ở vùng 27.5 vùng 3 28. Mục tiêu trong nhịp này về khoảng vùng giá 29.5 đến vùng 30, không thay đổi đối với mã cổ phiếu ACB. MBB, con trâu trâu gọi là ngày xưa cứ bảo MBB nặng mông, nặng thế nào anh chị, lên như này mà cứ gọi nặng mông. MBB thì rất là thành công rồi và chúng ta cũng đã có rất nhiều các cái điểm mua về hạn mức bất thường của MBB. Đó, MBB hạn mức bất thường thì nó như vậy thôi. Ngày 30 tháng 11, 1 tháng 12. Phiên ngày hôm nay tiếp tục khuyến nghị mua thêm MBB. Đó, bởi vì là chúng ta có vị thế, bởi vì là chúng ta đã nâng nâng cái target của MBB lên, thì cái quá trình mà phân tích MBB ở trong nhịp ở đây là bản tin kết tuần trước anh chị nhá, mày xanh thì cũng đã có cái điểm là từ điểm cover của nó từ vùng 20.5 vùng 21 sẽ đánh lên vùng ở đây đó là vùng 22, và khi vượt thoát được vùng 2 rồi chúng ta có những cái điểm ba cái điểm test cung ở đây. Và phiên ngày hôm nay thì cũng nhận diện thấy dòng tiền đang đi vào này, đường mark tốt này, tất cả mọi thứ đều tốt nên đã nâng target của MBB lên vùng 23.5 vùng 24. Vượt thoát vùng 24, MBB có khả năng vượt thoát vùng 24 hay không? Hoàn toàn khả thi và chúng ta sẽ chờ những cái điểm vận động của MBB ở đây. Công thương, đấy, CTG, dòng tiền rất hay. Đó, luân chuyển từ đầu tiên là công thương đánh dẫn sóng một cái nhịp ở đây. Đó, và sau đó công thương khi mà công thương vượt được đạt được đến cái target 33.5 thì công thương đang nghỉ ngơi một tí tẹo, và cái mục tiêu trong cái mục tiêu công thương chia cổ tức nên là tất cả những cái phân tích ví dụ ngày trước ở vùng 34 thì bây giờ sẽ thành vùng 33.5, và vùng mục tiêu của em này thì vẫn là vùng 36 36.5 đối với công thương sẽ sử dụng để kéo thị trường. Mã cổ phiếu Techcombank, Techcombank thì đẹp vô cùng, tổ quốc ta ơi. Techcombank với đà đi hiện tại, Techcombank thì cũng đã có thêm những cái điểm mua, mở những cái điểm mua hạn mức bất thường, và target tiếp theo mà Techcombank sẽ hướng đến đó là vùng 3x. Lực đi đang khá là tốt. Cổ phiếu HD Bank, niềm tin chiến thắng, niềm tin dành cho HD Bank thì đến thời điểm hiện tại đó các anh chị có thể xem lại đó, cái niềm tin của Hùng dành cho cổ phiếu này. Và HD Bank cũng đã có một cái điểm mua, nếu không nhầm thì trong tuần này có mua ngày mùng 9 tháng 12, thế là tuần trước à, đúng rồi, cần thêm 50 đến 100% tỷ trọng ở vùng 22.7 và cầu phiên này thì xác nhận là cổ phiếu đã bay mốc 22 đó. Vậy thì khi chúng ta đánh giá rằng là cổ phiếu nó có những cái tín hiệu kỹ thuật cách đây ngày mùng đó, cách đây mấy hôm rồi này, nên là chúng ta đây ngày mùng 9 tháng 12 chúng ta cần thêm, tức là cái cách mà khi chúng ta tiếp cận vấn đề đó là cổ phiếu có những cái dấu hiệu đánh xác nhận lên thì đó là những cái thời điểm của chúng ta sẽ mua thêm đó. Và đến bây giờ thì cái điểm mua thêm của chúng ta là lãi rồi các anh chị, cái gốc đã lãi thì không đành nhưng mà cái điểm mua thêm lại lãi tiếp, đấy gọi là lãi gồng lãi. Còn khi các anh chị bắt đáy cân bằng giá xuống ấy, thì lỗ gồng lỗ, còn đây là lãi gồng lãi. Thì mục tiêu của HD Bank đang target đang để ở đâu nhỉ? Cái Zalo này mới khó chịu quá, cứ để nguyên như cũ chứ Hùng, có phải dễ để nó vừa mới thay đổi nên là chắc là Hùng cần phải có một vài phiên để Hùng list lại. Hôm nay vừa bấm vào cái cập nhật nên là hơi chối. Thì mục tiêu tiếp theo của HD Bank sẽ ở khoảng vùng 24, vùng 24 thì xây hơi gần. Đó, nhưng mà thôi cứ để vùng 24 đã để kiểm tra đo lại cái sóng này. Ở cao sẽ lên được khoảng vùng 26 đấy. 26 sóng banh đang khỏe lắm. Các anh chị đang cầm HD Bank chúng ta tiếp tục cầm. Rồi, VP Bank hôm nay có màu tím. Và VP Bank cũng đã có thêm các cái điểm hạn mức bất thường mua
Và trong trong cái lịch trình mà chúng ta đi thì chúng ta đang kỳ vọng là VBank ở vùng 3x, nhưng mà hôm nay nó cây đến kết tuần thì em mới đánh hơi thái quá nên là đã đi lên đến tận 31.5, và như vậy với cái đà đi này thì em này sẽ đi lên khoảng vùng giá 34, 34, 33 đến vùng 34 tuần tới hoàn toàn là khả thi. Sang tuần tới thì VBank nó có thể vì nó CE nên nó sẽ có những cái điểm dao động ở quanh vùng 31. Đó, từ cái điểm dao động này thì nó mới kéo tiếp thêm một vài phiên dao động ở quanh này đã, chưa kéo ngay được đâu, khả năng là như vậy. Trong nhóm bank thì chúng ta sẽ phải nói thêm những cái mã cổ phiếu rất là quen thuộc của chúng ta, đó là mã cổ phiếu STB. STB, chúc mừng cổ đông của STB hoàn thành cái vùng giá mục tiêu 17 trên 17. Đó, target của chúng ta đề ra. Khi mà STB chạm xây chúng ta xây vùng 16, trả cung ở vùng 16 15.5 không gãy, tiếp tục công về 16 và đi về vùng 7. Lực cầu đang khá là ổn định. Rồi, bây giờ vấn đề cái đoạn này mới căng này. Thì sang tuần tới chúng ta sẽ xem là STB nó có đánh vượt out được vùng 17 và có những cái điểm test cung ở vùng 17 ở đây không, thì chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá cái xu hướng tăng tiếp theo của mã cổ phiếu STB. SHB thời điểm hiện tại là nó hơi nhì nhằng à, nhưng mà cứ bình tĩnh thôi, nó nhì nhằng thế này không sao. Kiên nhẫn, các anh chị nhớ sell không? Đó, nó chỉ đánh khoảng một tuần thôi hoặc 2 tuần, các anh chị có lãi được, có một cái mức lãi khoảng 20-30% thì cũng bằng lãi một năm còn gì các anh chị, đúng không ạ? Sao chúng ta phải vội? SHB cũng như vậy thôi. Đấy, nói xong đến lúc nó giảm thì mọi người lại bảo ông Hùng chém gió, nhưng cái góc nhìn kỹ thuật của Hùng thì nó sẽ có những cái điểm. Nó không phải là chém gió mà đó là sâu về kỹ thuật. Thì SHB thời điểm hiện tại nhiều anh chị bảo có bán không, thì quan điểm của Hùng thì cứ 16.6 17 mà chưa gãy thì chưa bán, còn khi nào gãy cái này thì Hùng sẽ bán. Đó, mục tiêu vẫn đặt ở vùng 18, chờ một ngày nắng lên giống như chúng ta chờ con HD Bank đúng không anh chị. Rồi, thêm một mã cổ phiếu nữa chúng ta không thể nhắc đến Liên Việt Postbank. Liên Việt Postbank thời điểm hiện tại đang để ở 12 trên 12. Chúng ta phải có một phiên xác nhận một cái lượng đánh khoảng tầm độ 15 triệu cổ phiếu, và cổ phiếu này ngồi lên trên cái vùng giá 12 thì khi đó thì cũng sẽ đi xây cái target nó cao hơn một tí. Còn đến thời điểm hiện tại như vậy, cổ phiếu trong nhóm ngành ngân hàng VIB, đây là một cái mã cổ phiếu mà có thể nói là cực kỳ thành công. Vì sao lại như vậy? Bởi vì khi mà trước khi mà cổ phiếu này hình thành cái nền đi ngang thì Hùng đã có một cái nhịp phân tích VIB đi từ dưới này và sừng sững đi lên, nó đi tuần nào đi lên tuần đấy. Và sau đó thì Hùng có khuyến nghị các anh chị vùng 26.5 đến vùng 28 bắt một nhịp đánh lên vùng 3x, và tuần này thì đã out ra rồi, đã out khỏi cái vùng 3x. Tiếp tục một cái tuần đi ngang cho một cái xu hướng đánh lên vùng 35 đến vùng 36 hoàn toàn khả thi. Rồi chúng ta sẽ đi phân tích một cái bộ đôi rất là hay, rất là quan trọng trước khi mà chúng ta sẽ đổ sang nhóm ngành chứng khoán. À, thêm mã cổ phiếu BBB nữa trong cái nhóm bank. Thì cũng nhiều anh chị bảo là BBB chán quá Hùng ơi, bây giờ làm thế nào, thì bây giờ Hùng biết làm thế nào. Cái cách mà chúng ta tiếp cận vấn đề đó là khi mà ở cái vùng 10 này thì Hùng có xây lên nền 14 này. Rồi từ nền 14 bây giờ nó chỉnh, thì cái nền chỉnh á là 11.5 đến nền 12, thì chúng ta phải kiên nhẫn thêm để chúng ta đưa cổ phiếu này về vùng 13.5 đến vùng 14. Và về bản chất là 2 tuần, tuần trước cũng gần được về vùng 14, tuần này cũng như vậy. Thì tùy thôi, chạm vùng kháng cự thì chúng ta chốt bớt, chạm vùng hỗ trợ thì chúng ta mua vào. Vùng 12.7 đến vùng 13 đang là hỗ trợ của nhịp này. BVB thì quan điểm của Hùng tiếp tục cầm. VCI nó chạy như thế nào thì BVB nó chạy như thế đấy. Niềm tin nó phải mãnh liệt như vậy. Rồi, ở TVC bộ đôi này thì rất là ổn áp. Cao nhất đạt được đây, TVC thì đang chỉnh lại một tí. Không sao cả, TVC đang chỉnh lại một tí và cái vùng chỉnh này thì sẽ ở khoảng vùng 12 đến vùng 22.3. Cầu ra rất là thấp, ổn và sẽ có những cái phiên nó sẽ hút cầu trở lại thôi.
và TVB thì hai em này mình nên đầu tư với nhau, con nọ nó gánh con kia. Mục tiêu của TVB ở trong nhịp này thì đang đi về vùng 13, và trong tuần thì cũng đã có những cái điểm tiệm cận về vùng 13 khá là đẹp. Sang tuần tới thì TVB có thể nó sẽ có những cái điểm trả cung ở đây vùng 12.4, không gãy thì cái mục tiêu của chúng ta về vùng 13 là khả thi. Sau khi cổ phiếu đánh về vùng 13 có thể đi về vùng 14. Rồi chúng ta bắt đầu đi phân tích sang nhóm banh, à xin lỗi cả nhà, nhóm chứng khoán. Và cổ phiếu đầu tiên thì cũng sẽ dành để nói đến VCI. Ở VCI là một mã cổ phiếu mà chúng ta đi phân tích từ đâu ạ? Khi mà những con chim đầu đàn SSI, HCM chưa có cái vẹo gì cả thì Hùng đã bắt đầu nói đến VCI ở vùng 20 đến vùng giá kháng cự là vùng giá 24. Và từ đây thì chúng ta bắt đầu đi phân tích một cái sóng lên. Đó, và cái sóng lên này chúng ta xây đến đến đây bây giờ là 45 được các anh chị, bắt đầu từ những cái vùng này. Có thể xem lại từ tháng 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 mấy đây, tháng 5, tháng 6 gì đó, bắt đầu chúng ta đi xây và hôm nay là đã gần cuối năm rồi. Thì VCI cái điểm nhấn kỹ thuật của nó ở trong cái thời điểm vừa qua đó là vùng 45 và cái điểm hỗ trợ vùng 43 của nó rồi. Cổ phiếu này không gãy 43 thì nó cứ vòng vo như thế này thôi, và phiên ngày hôm nay là một phiên gọi là quyết định về xu hướng tiếp theo của VCI sau một cái phiên đánh đây chạm vùng 45 và nó test lại. Đó, đây nó test những cái điểm cung rất đẹp ở vùng 43 không gãy. Mục tiêu của VCI bắt đầu đi lên về vùng 5x. Cứ từ từ các anh chị. Và trong cái phân tích về mặt trung hạn, VCI hoàn toàn đi về vùng 60. 60 và một nếu không nhầm thì có một anh chị nào đã nói Hùng Lê là chém gió trên comment. Nhưng cái cách Hùng phân tích là qua từng, các anh chị nhớ lại, qua từng tuần, từng target một chúng ta xây, xây, xây và chúng ta sẽ đi xây lên đến đó nếu như cổ phiếu của chúng ta có những cái điểm nhấn kỹ thuật, và trước mắt sẽ là vùng 50. Đấy, VCI đánh khủng hoảng luôn. Rồi, SSI. SSI đã đạt chính thức hoàn thành cái vùng giá mục tiêu 26 trên 26. Và hoàn thành vùng vùng giá mục tiêu này rồi thì cổ phiếu sẽ như thế nào các anh chị nhỉ? Lại chỉnh thôi, lại chỉnh kỹ thuật và nhìn sáng lắm, nhìn sáng, nhìn sáng. Đây là cái nón ở đây, và Hùng sẽ căn cứ tình hình thực tế cái nón ở đây để chúng ta sẽ cấp hạn mức bất thường tiếp tục mua vào SSI. Cổ phiếu HTM cũng đã có cấp không biết bao nhiêu hạn mức bất thường rồi. HTM trong một cái nhịp chỉnh ở đây, cái vòng cung này thì chúng ta đưa cái target của em này về vùng 3x. Trong tuần phiên này đánh trượt mất một tí 29.2, xong đó trả hết, phiên này đánh lại. Mục tiêu của HCM thì cũng không có gì thay đổi các anh chị. Đấy. Cổ phiếu SHS. SHS đẹp quá. Và chính thức thì SHS trong tuần này cũng đã bay hết mọi cái mốc kháng cự rồi. SHS chúng ta cũng đi xây và xây về vùng 16. 16 rất đẹp ở đây. Trong phiên ngày thứ hai đầu tuần là SHS đã chỉnh vùng 16 không gãy và có một điểm mua bất thường ở trong tuần vừa qua thì không biết là có phải không. Ngày mùng 2 tháng 12 kết thúc sóng. Ngày 14 tháng 12 hạn mức bất thường, à tức là đoạn này là chưa kịp khuyến nghị hạn mức bất thường thì cổ phiếu nó đã chạy mất rồi. Phá chuồng 16, tức là trong phiên ngày 14 tháng 12 thì Hùng đã nhận thấy rằng cổ phiếu phá chuồng 16 kéo qua 16 test cung không gãy thì sẽ đưa ra điểm hạn mức bất thường, và cái nguyên tắc cơ bản của cổ phiếu như vậy. Đây, ngày đâu đó ngày 14 đó, nó kéo qua vùng 16 nó test cung này, nó có 1 2 3 phiên test cung đẹp quá, nhưng mà chắc ở trong tuần vừa rồi nhiều mã cổ phiếu đẹp quá nên quên mất hạn mức bất thường. Về bản chất là sau khi cổ phiếu kéo qua test cung không gãy thì cứ thế chúng ta ung dung chúng ta mua, và mục tiêu của SHS nhịp này mạnh thì về 18. Trước mắt về 18 và mạnh hơn thì SHS hướng về vùng giá 2x 20. Cổ phiếu CTS hoàn thành vùng giá mục tiêu 11 trên 11. Và các cái điểm test cung quanh 11 thì cũng đã rất là ok.
SHS nó sẽ có một cái nhịp kéo nữa, cổ phiếu này kéo như vậy nó cũng là quá sức tưởng tượng rồi, khoảng mắc đạt được ở khoảng vùng 12.5. Nên là các cái tài khoản mà chúng ta đang cầm mã cổ phiếu CTS á, thì chúng ta sẽ canh dần ở cái vùng 12 cộng. Đó. Với lực test này thì lực đi sẽ lên đến khoảng vùng 12.5 là khả thi. Thì lên đến vùng đó là chúng ta sẽ canh để chúng ta chốt. MBS hoàn thành vùng giá mục tiêu 14 trên 14 và hoàn thành rồi thì cổ phiếu đang có những cái điểm test trả cung. Và có thể nói rằng cái điểm trả cung khi mà cổ phiếu test lại cung thì cũng đã có dò lại vùng 13 đến 13.3 cho các anh chị. Đây là cái vùng hỗ trợ và cổ phiếu sẽ có xu hướng test về đây. Phiên ngày hôm nay thì đánh trên 14 và không giữ được. Thì đối với cổ phiếu MBS, MBS sẽ cần thêm thời gian, để test lại cung cầu tích lũy ở quanh vùng 13.3 đến khoảng vùng 14 trước khi mà hình thành cái xu thế hướng tiếp theo ở đây thì hùng sẽ xây ra ghét lên 16, nhưng hiện tại thì hùng chưa xây, hùng sẽ chờ thêm cái tín hiệu kỹ thuật ở đây. Trong cái nhóm ngành chứng khoán thì chúng ta cũng có khuyến nghị mua mã cổ phiếu FTS, nó FTS phiên nay cũng tầm kín cửa và hôm nay là nhiều anh chị đòi bán ở đây nhưng bảo không bán được đâu, vùng 13.5 là nó bật lại đấy thì cuối phiên nó tím ngắt luôn. Mục tiêu của FTS đó là vùng 14.5, phiên nay đạt vùng 14.4 nhưng về bản chất là phiên ngày thứ hai là cổ phiếu này cũng đã gần đạt được cái target của chúng ta thiết kế. Về đến vùng này thì cổ phiếu xu hướng là sẽ test cung thôi các anh chị, nó sẽ chỉnh lại, thì cũng sẽ dò lại cái điểm chỉnh này, thì bây giờ cũng sẽ chưa nói. Cổ phiếu VND cấp hạn mức bất thường một cái, mua xong mấy hôm thì nó lại tăng tiếp. Các tài khoản trong team Hùng Lê bây giờ đang cầm khá nhiều về VND. Cái gì nhỉ, cái này nó hơi đó đấy, nó search ra VND nhé, bình thường là nó sẽ hiển thị ra cổ phiếu VND ở đây nhưng mà nó ra rất nhiều thứ đấy, nó ra rất nhiều thứ và cuối cùng là chả thấy VND đâu đó. Cái điểm 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 update mới của Zalo hơi chuối đây này, hơi chuối, nhìn không có VND luôn. 15 tháng 12, 15 tháng 12 hôm nay 18 à. Đó, phiên 15 tháng 12 là cân này, đúng rồi. 3 phiên trước cân thêm hạn mức bất thường 22.7 đến vùng 22.75, tăng 50 đến 100% tỷ trọng cổ phiếu đang nắm cho target, nâng target của VND lên vùng 25, tức là ngày 15 tháng 12. Đấy, search nó phải ra những cái chữ khóa như thế này thì nó mới chuẩn đấy nhỉ. Hơi khó chịu. Phiên này đạt 24.15 và chúng ta sẽ cùng chờ đón cái target của VND. Kỳ vọng lên vùng 20 25. Trong cái nhóm ngành chứng khoán thì chúng ta có bắt thêm một số các cái mã cổ phiếu, ví dụ như cổ phiếu VIX, đó, VIX là vui lắm. Hôm nay cũng CE. Đó, VIX đó. Trong cái mục tiêu của VX đó là cũng đưa cái cổ phiếu này về khoảng vùng 23.5 đến vùng 24. Cái vùng hỗ trợ kỹ thuật của nó đây này, vùng 20 này. Sáng sớm nay thì có khuyến nghị bắt thêm VIX nếu không nhầm là như vậy, và bắt xong thì nó tăng trần luôn. Phiên sáng nay là có bắt thêm hạn mức bất thường ấy, của cổ phiếu VX. Và cổ phiếu AAS thì đến thời điểm hiện tại là mã cổ phiếu nói thất bại thì cũng không đúng, nhưng mà nó chưa tăng. Không tăng không giảm cái này. Đó, vùng hỗ trợ 5.5. Có một mã nữa đó là mã cổ phiếu NVB. NVB thì cũng có khuyến nghị rồi. Bắt ở vùng đây 8.2 đến vùng 8.3. Em này nó mang cái cấu cấu trúc của em này thì nó hơi dị dạng một tí nên là chúng ta thòng xuống, và có một số anh chị thì có nhắn Hùng là chấp nhận mua lên vùng giá 8.4, thì trong tuần vừa rồi là vùng 8.4 đã khớp được rồi. Và hôm nay 8.7 có lãi rồi các anh chị, lãi rồi. Và lên đến đẹp đẹp ở khoảng vùng 9, 9.2 lại chốt. Đó. Mã cổ phiếu Tiên Phong Bank, một số anh chị cũng có hỏi, à quên mất cái mã cổ phiếu Tiên Phong Bank. Em này cũng phải đưa vào phân tích.
ở trong cái nhóm banh bắt đầu từ những cái bản tin tuần này. Đến đến cái vùng 222.5 thì anh chị hỏi là có bán chốt không thì ông bảo là không bán. Bởi vì lực đi của em này còn, và đến phiên ngày hôm nay thì đã đi về đủ đến cái vùng giá 25. Và câu trả lời câu hỏi đặt ra là bây giờ còn đi tiếp được nữa hay không, thì lực đánh này thì cổ phiếu xu hướng sẽ đi được tiếp về vùng 26, mạnh hơn sẽ ở khoảng vùng 28 ở đây. Đây là các cái mốc target mình đã để sẵn để dự chờ cho cổ phiếu. Cổ phiếu BSI đó, sáng nay thì Hùng cũng đã có hỏi là team của Lê có cầm mã cổ phiếu BSI không, ở vùng 11 đến vùng 11.3. Đây là cái vùng mà BSI hoàn toàn có thể mua tăng tỷ trọng, và cuối phiên thì BSI cũng tăng trần. Rồi, nhóm ngành chứng khoán rất thành công, rất tuyệt vời, và chúng ta trong team của chúng ta và tất cả, nói đúng hơn là cộng đồng chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng, những anh chị em mà theo dõi những bản tin tuần của Lê thì gần như đã bắt được rất nhiều các cái mã cổ phiếu đẹp qua hàng tuần. Chúng ta đảo nhanh qua nhóm ngành cổ phiếu thép HPG. HPG thì ở đây bây giờ chúng ta sẽ nói đến vùng giá 38, các anh chị lưu ý như vậy. Những cái điểm chỉnh, những cái điểm hỗ trợ kỹ thuật sâu hơn của HPG ở đây ở khoảng vùng 30 36. Chạm nếu như bị gãy mất cái vùng 38 thì chúng ta có thể cân nhắc để chúng ta hạ tỷ trọng. Còn nếu như cổ phiếu mà bị gãy vùng 36 thì chúng ta sẽ bán cổ phiếu HSG. HSG rồi, có những cái điểm đây các anh chị, rất nhiều anh chị hỏi Hùng thì Hùng đã đưa ra vùng 20.5 đến vùng 21 cho cái vùng mục tiêu đánh về vùng 22 đến đây là bao nhiêu đấy? Đến vùng 23. Hoa sen thì khả năng sẽ nhịp này sẽ đánh được cái vùng này, bởi vì đây là những cái tín hiệu kỹ thuật của nó đi lưng hưng thế này, và tiền vào đó. Mã cổ phiếu trong nhóm ngành thép đó là mã cổ phiếu Nam Kim, NKG. Nam Kim thì cũng đã có khuyến nghị bắt thêm 50 đến 100% tỷ trọng cách đây một hai phiên gì đó, các anh chị có thể xem lại thôi, Hùng cũng không sớt lại nữa. Với mục tiêu của Nam Kim nhịp này 16 16 đến 10, 17. TLH thì không còn gì đẹp hơn em này cả. Pen đấy, nhưng mà từ những cái vùng nhún nhắn ở dưới này thì Hùng đã nhìn thấy một cái trend tăng trung hạn của nó ở khoảng vùng 3.6. Từ cái điểm 3.6 hôm nay về 7.5 rồi, gần gấp đôi rồi. Và trên cái đường đi đó thì cũng có nói đến ở đây, các anh chị có thể xem lại cái vùng 5.75 đến vùng 6, đó là vùng nhấn kỹ thuật của cổ phiếu. Với vùng này không gãy thì chúng ta đưa cái target của em này lên khoảng vùng 7.3 đến vùng 7.5. Chính xác là vùng 7.5 thì đã đạt được chạm, gần chạm, và với cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại như thế này thì cổ phiếu sẽ có những cái điểm test qua test lại ở quanh đây. Trong nhóm này có thêm mã cổ phiếu TVN. TVN thì Hùng khuyến nghị là các anh chị canh bắt ở vùng 7 đến vùng 7.3. TVN á, là nó đánh cũng sốc đấy, nên là nhịp này mà bắt từ vùng đấy mà lên về mạnh thì chúng ta cũng đã có một cái nhịp tăng tương đối là tốt rồi. Còn không về được mạnh thì vùng 9 là hoàn toàn khả thi đối với mã cổ phiếu TVN, và nhiều anh chị cũng đang cầm em này rồi. 1 giờ 18 phút à, cùng uống cốc nước đấy. Rất nhiều các cái mã cổ phiếu khác, ví dụ PLC, những cái mã cổ phiếu có dòng tiền thì bây giờ khả năng là chúng ta sẽ để sau nếu có thời gian. Bây giờ chúng ta đảo những cái nhóm cơ bản hơn trước. BFC thì chưa có gì đột biến ấy. 16, 17. Đạm Cà Mau cũng như vậy, 13 kháng cự. Đạm Phú Mỹ thì đang có khả quan hơn, đang có những cái điểm đánh nhấp nhô quanh vùng 18 và chờ một cái tín hiệu break vùng 18 thì chúng ta sẽ nâng target của em này lên vùng 2x. Ngã mạnh GVR liên tục mua vào, và mua vào đến đâu thì nó tăng đến đấy. Target chúng ta xây ở trong bản tin tuần đó là vùng 23.
Và trong tuần đã có thêm một điểm mua tăng tỷ trọng gọi là hạn mức bất thường để nâng target em này lên vùng 26.5 đến vùng 27. Cổ phiếu PHR. PHR hiện tại thì cũng chưa có nhiều yếu tố đột biến. Chúng ta quan sát ở vùng 20, 62.5 đến vùng 65. Ship ship đánh khiếp quá. Ship đánh thế này thì ai chơi nhỉ? Mình bắt được một nhịp, nhịp sau này không bắt được. Thế quá. Đánh về vùng 160. Thoát 160 bây giờ đánh lên như này thì anh chị nào mà thích mà chơi game á, chúng ta cũng mua thôi. Đang là còn đi tiếp. SRC. SRC thì em này đi hơi chậm. Với cái cách đi của SRC thì cũng đang kỳ vọng em này ở khoảng target 22 nhưng mà nó sẽ đi theo hàng tuần đó. MH3 cổ phiếu này mua khuyến nghị mua trà đá vùng giá mua 60. Đấy, hôm nay khoảng tầm vùng 70 uống trà đá đủ. Nhóm ngành cảng biển chúng ta điểm qua nhanh VSC. Xây target 55. HAH. HAH là đã có thêm điểm mua thêm. Đã có điểm mua thêm khi mà cổ phiếu này break vùng 17.5 và chúng ta nâng target của HAH lên vùng 19.5 đến vùng 20. Cổ phiếu Gimred GMD, các anh chị nhiều anh chị có hỏi Hùng có bán không thì cứ từ từ các anh chị, gì mà vội vậy. Chị bảo là mất 5% rồi, đó nhưng mà cái mấu chốt vấn đề vùng 31 chưa gãy, thậm chí là mới mới gãy đến vùng 32 thôi. Thì cái mục tiêu của Gimred vẫn đánh về khoảng vùng 34 đến vùng 35. Cổ phiếu CCL, CCL thì là nó là một cái cổ phiếu đầu cơ của nhóm ngành cảng biển ấy, anh chị thấy chưa, đầu cơ nó đánh hai phiên dốc đứng lên. Với cái tín hiệu đầu cơ như này thì CCL sẽ tiếp tục bay rồi đó, bay về đâu, bay về 9 đó, 9 đến 9.5. Cổ phiếu VNA, VNA này cũng cứ thế cày cuốc được mấy nhịp rồi các anh chị, VNA cũng cày được mấy nhịp rồi đấy. Nhịp ở dưới này lên đây xong rồi lại nhịp vừa qua lên đây đó, nhịp này chuẩn bị vòng lại này vùng 3.5 hỗ trợ, khả năng từ 3.5 này chúng ta đặt chờ là chúng ta lại chốt lại ở đâu đó T cộng làm 5-10%. TCVK cổ phiếu này khuyến nghị đầu tư trên Zoom. Vùng em này đang đi ngang khá là dài vùng 25 đến vùng 25.5. Do dòng tiền đang có tín hiệu cắm đầu đi xuống nên là nó chưa tăng được. Tuy nhiên đây là vùng hỗ trợ khá là ok và mục tiêu vẫn là vùng 28. Nhóm cổ phiếu ngành Việt theo chúng ta có VGI, VGI. Ok, VGI thì trong target chúng ta phân tích đó là vùng 34 đến vùng 35, trong tuần thì đã đạt được, sau đó cổ phiếu chỉnh giảm lại. Thì chỉnh giảm lại ở điểm này thì cái điểm hỗ trợ của nó ở khoảng vùng 31.8. 31.8 đến khoảng vùng 32.2, đây là cái vùng hỗ trợ của cổ phiếu. Về đến đây nó lại bật lại thôi. Cổ phiếu CTR. Đối với CTR, hoàn thành tiếp vùng giá mục tiêu lần 2 ở vùng 65 khi mà cổ phiếu có những cái điểm trả cung ở đây. Đó, bắt cái điểm hỗ trợ kỹ thuật ở đây khá là tốt. Và nó sẽ có xu hướng đi test lại một phần ở đây trước khi mà chúng ta sẽ nâng cái target của em này lên khoảng vùng 75. Các cái điểm mua về hạn mức bất thường của CTR sẽ được khuyến nghị ở trong tuần tới. VTK, VTK thì đây phải nhìn ở góc độ này thôi. Đó, vùng 30 31.5, cứ chờ vậy. Con này thì nó không 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 nó mang cái yếu tố đầu cơ hơn là yếu tố đầu tư. Mã cổ phiếu QNS mía đường. QNS thì đang xây lên cái target ở đây là 38.5 và hiện tại thì cổ phiếu đang đi ở dưới cái biên 38.5 thì chúng ta sẽ canh, nếu như có một phiên đổ mạnh thì chúng ta sẽ chốt, và nếu mà gãy cái vùng 37 thì chúng ta chốt hết. Cổ phiếu SBT hiện tại đã đạt được đến cái target 20 trên 20. Đó, các anh chị có thể nhìn thấy đây những cái cách mình tìm cái vùng hỗ trợ để đưa cổ phiếu lên cái vùng kháng cự mới, rất là ok. Và cái vùng này thì
thôi cũng cũng đẹp rồi các anh chị, cũng được rồi, chốt thôi đó, canh chốt. Cổ phiếu nào nhỉ? SLS. SLS mục tiêu thì vẫn đưa về khoảng vùng 7x, hiện tại lên được vùng 67 rồi. LSS trên bạn trên trên tuần vùng 7.5 7.8 test lĩnh lũy. Doanh nghiệp ngành dệt may TCM. TCM đạt cột mốc 50 trên 50 và mã cổ phiếu TCM có thể nói là cái mã cổ phiếu của nhóm ngành dệt may cùng với mã cổ phiếu GIL, đó là những cái mã cổ phiếu mà cũng đã phân tích một cái chiều dài, một cái trend lên và đến thời điểm hiện tại là đã đạt được 50 50. Ở phiên ngày hôm nay một phiên chốt khá là mạnh, với lực chốt này thì có thể nó sẽ đi về khoảng vùng hỗ trợ 4 45. Cổ phiếu TNG. TNG đạt target 16 trên 16 và các cái điểm mua full cổ phiếu mua cuối cùng ở vùng giá 13.7. Anh chị có thể xem lại những cái bản tin phân tích tuần trước của Hùng. Khi đạt được đến cái target 16 đến 16 rồi, phiên ngày hôm qua đã có một điểm lấp gáp ở trên vùng 16.5. Thì nó sẽ có tuần, khả năng là tuần tới xu hướng nó sẽ có những cái điểm lấp lại đây, và trước khi Hùng đưa cái target này lên ở những vùng tiếp theo thì Hùng sẽ phải quan sát ở vùng 16. Cổ phiếu VGG thanh khoản nó hơi thấp. Nhưng mà em này có phải chia cổ tức không nhỉ? Sao tự dưng nó lại giá nó lại tụt hết như này? Khả năng là chia cổ tức rồi. Kiểm tra lại chia cổ tức, và Hùng có nói là khi mà đạt đến cái vùng 5x trên này chia cổ tức thì nó mới tụt như này. Thì cổ phiếu nó sẽ có những cái xu hướng tụt lại, và những cái điểm nếu mà những cái điểm đấy ở khoảng vùng 40.5 là hợp lý. Chúng ta canh thì chúng ta mua lại. Cổ phiếu VGT, VGT trong tuần vừa qua cũng là một mã cổ phiếu mà giao dịch rất là thành công trong team của Hùng Lê, nhưng anh chị đang nắm mã cổ phiếu VGT. Target của em này Hùng đưa ra ở khoảng vùng 10.5 và trong tuần thì đã có đạt được ở khoảng vùng 10.3. Xu hướng của VGT thì hoàn toàn khả thi cho cái target mà Hùng đang xây ở đây vùng 10.5, về đến đây thì anh chị có hàng chúng ta canh chốt. À, một cái mã cổ phiếu EVE đến thời điểm hiện tại là team đang chiến đấu ác liệt nha anh chị nhé. EVE thì EVE những cái điểm mua dưới này rồi, và bây giờ chúng ta đang chờ những cái điểm test lại vùng 13. Trên trend tuần thì cổ phiếu này đang test cung ở vùng 13 rất đẹp, thoát vùng 13 chúng ta sẽ có 15 đến khoảng vùng 10, mạnh hơn thì ở khoảng vùng 17. Cái tính đầu cơ của EVE nó cũng rất là cao, nó chỉ đánh khoảng liên tục thôi, nó đánh và nó đánh rất sốc. Ở những cái điểm nhả cung như này là cực đẹp đấy các anh chị này. Đó. Những cái điểm nhả cung này là chỉ có lên thôi. Cái cơ hội xuống nó rất là ít. Mã cổ phiếu GIL thì cũng như vậy, bây giờ xây xây mãi và xây đến bây giờ là có những cái điểm test ở quanh 43 thì đưa lên em này lên vùng 5x, và trong tuần thì cũng đã đi được ở đây đâu đó khoảng vùng 46 mấy, 463. Thì cổ phiếu này thì chúng ta cũng canh để chúng ta chốt thôi, không có điểm mua nữa. Trong nhóm ngành thủy sản chúng ta xem MPC. MPC có một cái vùng hỗ trợ ở đây, vùng 29, và đang kỳ vọng từ vùng này thì cổ phiếu MPC sẽ đánh về lại ở đây là khoảng vùng 30 33, khoảng vùng 33, 33 đến vùng 34 MPC. ACL thì hiện tại là chưa có tín hiệu, nhưng mà em này em ấy đang đi ngang như kẻ chỉ như này thì cũng cũng phiên bật là sớm muộn thôi, chúng ta theo sát em này. Em này tính đầu cơ nó cao. VHC, VHC thì xấu rồi, chính thức là nó bị gãy vùng 43, 43.2, và xu hướng gãy vùng này thì cổ phiếu sẽ bị đạp về khoảng vùng 40. Xu hướng của Vĩnh Hoàn là xấu rồi, sẽ đã bị đạp về vùng 40. CMX thì đây, cái vùng kháng cự 17, cứ đạp về gần về đấy là đổ thôi. FMC. FMC có khuyến nghị mua, nhưng mà khả năng điểm mua này của chúng ta bị sai và chúng ta cũng sẽ nên cắt cổ phiếu FMC, bởi vì xu hướng là nó sẽ đổ về lại vùng 34. ANV.
ANV trong thời điểm hiện tại đi ngang, chưa có nhiều các yếu tố đột biến, có hàng canh chốt. Thủy sản Bến Hải DHC. DHC trong phân tích kỹ thuật là chúng ta đang đưa về 60, test cung 60 không gãy thì chúng ta nâng target lên. Nhưng đến thời điểm hiện tại là DHC cũng đang có dấu hiệu bị chốt rồi. Và các anh chị của chúng ta là chúng ta có hàng, chúng ta canh để chúng ta chốt em này thôi. Dòng tiền đang cắm đầu đi xuống và tín hiệu đường mác như này là chúng ta tháo chạy càng nhanh càng tốt. Trong nhóm ngành cổ phiếu điện, chúng ta có em Gách này, ta cũng nói qua một tí. Gách đến thời điểm hiện tại là khả năng là nhỏ lẻ đang neo đậu nhiều quá nên là nó chưa chạy được vùng hỗ trợ 19.5 đến vùng 20. Cổ phiếu TV2 có khuyến nghị đầu tư với vùng giá mục tiêu ở vùng giá 55. Trong cái vùng giá 55 đó, trên con đường đi đó thì cũng đã đưa ra được một cái điểm chỉnh cung kỹ thuật ở khoảng vùng 52 đến vùng 52.5, và chúng ta thấy rằng là trong tuần vừa qua đấy nó đi nó chỉnh này, phiên kết tuần thì nó mới kéo lên, và những cái phiên rung này là nhiều nhà đầu tư là rụng này, ao này. Nếu mà không xem các cái điểm hỗ trợ vùng lên phân tích thì nó sẽ bị ao, sợ mà. Vùng giá mục tiêu 55. Ở cổ phiếu NT2 ở thời điểm hiện tại Hùng cũng đang thấy có những cái dấu hiệu tốt rồi, ổn rồi. Và cái vùng ở đây vùng 22.5 đến vùng 23 đang khá là ok. Sang tuần tới chúng ta cũng có thể bắt thăm dò vị thế ở khoảng vùng 23.3 đến vùng 23.5. Rồi, và Hùng sẽ điểm qua nhanh trong khoảng 10 phút nữa một số các cái mã cổ phiếu khá là cơ bản của chúng ta. PLC không có gì thay đổi, mục tiêu 28. KSB đóng cho phép test cung ở vùng KSB mua thêm rồi nhá. 29.3 đến vùng 30 với mục tiêu nâng target của em này lên vùng 34 đến vùng 35. DHC nói rồi. DHA. DHA hỏng rồi, tín hiệu kỹ thuật đường mác cắm đầu, dòng tiền cắm đầu đi xuống như này, thì như vậy là trong tuần những cái tín hiệu kỹ thuật mà cổ phiếu vi phạm như này thì cổ phiếu chỉ có cắm đầu đi xuống thôi, không có cơ hội tăng lại đâu. Cổ phiếu HT1 đang khá là ok. Các cái điểm test cung HT1 ở vùng 16.5 đến vùng 17 không gãy, mục tiêu HT1 nhịp này sẽ tiếp tục kéo. Cùng với đó thì trong phiên sáng ngày hôm nay Hùng có khuyến nghị mua thêm mã cổ phiếu BBC. BBC mặc dù BCC Bình Sơn, mặc dù là nó bị chấp đi một đoạn, tuy nhiên với những cái yếu tố tạo lập của cổ phiếu này, khi cổ phiếu đã đánh qua vùng 8 nó sẽ có những cái điểm test lại cung nhẹ nhàng ở khoảng vùng 8.1, 8.2, thậm chí là cho test sâu xuống đến vùng 8 đi, một đến hai phiên lực cầu tiếp tục kéo trở lại thì cổ phiếu này cũng chính thức là đi vào một kênh xu thế trung hạn, và đánh giá về các yếu tố tạo lập của em này cực tốt. Khi nó kéo thì nó kéo tưng bừng và chúng ta chấp nhận đi sau, nhưng mà chúng ta sẽ ăn một cái khúc giữa đó, con cá khúc đầu, khúc giữa rồi khúc đuôi đó. Kỳ vọng ăn khúc giữa của em này. Mã cổ phiếu hút khuyến nghị đầu tư rồi, hút bây giờ đang lãi lãi cao nhất là 40% từ những cái vùng mình phân tích ở đây. Mục tiêu trước mắt hút chạm về 4, và hút là một mã cổ phiếu xứng đáng để đầu tư trung hạn. Vì sao mua hút thì các anh chị xem lại các bản tin phân tích cũ của Hùng. Cổ phiếu Pan cũng được nói rất nhiều trên room của Hùng Lê. Cổ phiếu này cũng xứng đáng là một mã cổ phiếu để đầu tư ở trong thời điểm hiện tại. Dòng tiền đánh tốt rất là gấp, và trong phiên ngày hôm nay thì cũng đã mua thêm được một ít ở vùng 25.5, chấp nhận mua thêm ở đây. Sau đó thì cổ phiếu đã đánh chính thức là đánh bay 26 là xong rồi đấy, đánh bay 26 là chính thức là kéo. Và cổ phiếu này thì nó sẽ kéo kéo dốc. Đấy là đặc tính. Cổ phiếu ABS. ABS là đã khuyến nghị là ở vùng 18 này chốt, nhưng mà những cái ý đồ tạo lập như thế này thì sau khi mà chốt xong thì ABS lại chưa bị đổ. Chính vì chưa bị đổ nên là sẽ quan sát thêm để chúng ta sẽ, nếu chốt hết rồi thì chúng ta sẽ cover lại, chúng ta ăn khúc 2 không có sao cả. Đó.
Và những cái điểm chỉnh kỹ thuật của ABS có thể tính toán ở khoảng vùng 17.5, 17.5 đến vùng 18. Đẹp đấy. À, cổ phiếu FIT khuyến nghị đầu tư. Bắt FIT đến thời điểm hiện tại là ông đang xây cái target của FIT lên vùng 11.5 đến vùng 12, đúng nhỉ? Tìm lại tí, không nhớ lắm. Nhiều quá. FIT đây này, ngày mùng 3 tháng 12 này là mua này, và sau đó thì đến bây giờ 15 mùng 3 tháng 12 và đến 15 tháng 12. Kỳ vọng đạt 11.5 đến vùng 12, anh chị chốt dần. FIT rất ok, đang xây một cái target tương đối ổn của FIT. Cổ phiếu BCG cũng khuyến nghị là mua bằng được. Và BCG đến thời điểm hiện tại đã chạm mệnh 10, và khi BCG đánh ao 10 thì khi đó sẽ có một cái bầu trời phía trước. Bầu trời phía trước ở đây. ASM bộ đôi này đã khuyến nghị đầu tư, và đến thời điểm hiện tại ASM đã vượt qua kỳ vọng và đang đóng lên vùng 16. Với lực đánh này của ASM thì xu hướng là tiếp theo sẽ ở khoảng vùng 17.5, mạnh hơn thì chúng ta sẽ tính tiếp. Cổ phiếu IDI cũng khuyến nghị đầu tư rồi, mua rồi, xin lỗi, xin xin phép cả nhà là chúng ta không sớt lại nữa nhé, mất thời gian lắm. IDI vùng giá mục tiêu là vùng giá 7. Sau khi mà IDI thoát 7, ở đây IDI cũng có phân tích một cái điểm đấy này, và xác nhận là IDI là một mã cổ phiếu mà trend trung hạn, trend trung hạn. Đó, vì trend trung hạn nên là cứ thế nó đi thôi, và bây giờ qua 7 rồi thì nó lại hình thành một cái vòng cung ở đây, vòng sẽ có đánh giá thêm. Cổ phiếu ELC cũng đã khuyến nghị mua trong tuần rồi. Đến thời điểm hiện tại thì ELC đang lãi được khoảng tầm độ 5% sau những cái điểm mua đầu tiên, và ELC này thì cũng kỳ vọng lớn lắm. Nhìn trên yếu tố tạo lập đang nói vui với mọi người là từ vùng này mà nó lên vùng 15, nhỡ may mà nó đánh lên vùng 20 thì phải làm thế nào? Chúng ta chờ tiếp. GMC GMC cũng khuyến nghị đầu tư, và vì sao đầu tư thì cũng có những cái cách nhìn rất là đơn giản thôi, và hôm nay thì những cái điểm mua trong phiên ngày hôm qua, chờ GMC vượt thoát vùng 20.5 chúng ta đi xây target. VTD một cái mã cổ phiếu đầu cơ, nói vui các ông hay nói tếu là VTD là cái gì, các anh chị dịch dịch hộ Hùng Lê gái. Biên của em này vùng 10 đến vùng 11 và biên trung bình 10.5 ở vùng này, anh chị có thể canh mua đủ 30% vị thế, sau đó chúng ta sẽ tính toán tiếp cái đường đi của nó tiếp theo. TDC rất là ok, và mã cổ phiếu TDC này thì cũng đã có khuyến nghị đầu tư, và điểm nghỉ đầu tiên của TDC đẹp quá. Đang nghỉ ở đây đó là nghỉ ở vùng giá 10.7 đến vùng 11, cực đẹp. Ở điểm này cổ phiếu sẽ test cung không gãy và cổ phiếu sẽ tiếp tục kéo. TDC thì các anh chị có thể nhìn ở trên một cái góc độ trung hạn một tí. Đó, kéo thế này là kéo kéo vô bờ bến ở đây. Đó, kéo vô bờ bến. TDC. Sớt cái không các anh chị bảo là không có cũng nói. TDC. Đó. 24 tháng 11, 16 tháng 12. Rồi, mã cổ phiếu nào nữa nhỉ? BMI. BMI. Ở BMI thời điểm hiện tại 32 và hỗ trợ của nó là vùng 29. Cổ phiếu PAC PAC. PAC nhìn trên trend tuần thôi, mục tiêu vẫn là vùng 3x. Cổ phiếu PTB Phú Tài. Phú Tài phiên ngày hôm nay là xấu rồi này. Phiên thứ hai tuần tới vùng 58 gãy 58 bán. CSV hiện tại xu hướng đang đi ngang. DGC mục tiêu của chúng ta là vùng 5x và đang đi ngang ở cái vùng này, khó chịu nhỉ. Hình như là DGC có chia cổ tức, anh chị xem lại, nên nó bị sập lại giá. VOC VOC một mã cổ phiếu cũng rất thành công, chúng ta đầu tư chúng ta bắt ở vùng 20 20.5, nhưng chính xác hơn là VOC chúng ta bắt ở vùng 18 đến vùng 18.5. Sau đó nó đánh lên ở đây thì tiếp tục mở hẳn mức bất thường ở vùng 20 đến vùng 20.5, đưa target của em này lên vùng 23. Kết tuần thì đã vượt kỳ vọng.
Và xu hướng này thì có thể đánh lên vùng, nói chung nó sẽ đi ngang ở biên 23 đến biên 24. LTG, Lộc Trời là một mã cổ phiếu nó sẽ được hưởng lợi từ cái câu chuyện là EVFTA, nên các anh chị đáng để đầu tư trong nhịp này. Và Lộc Trời thì một số anh chị bắt vùng 24-24.5, lên vùng 26 chốt mất rồi. Bây giờ canh lại để mà mua lại thôi. Nhịp này về bãi. AV. AV cũng là một mã cổ phiếu được khuyến nghị đầu tư ở trên team của ông Lê. Xây target của em này lên vùng 12 à. Và kết tuần thì như thế này là ổn rồi. Cùng lắm thì nó sẽ trả lại cung 12 trước khi kéo tiếp. AV chính thức bay 12 thì phía trước cũng là bầu trời. Lực đánh của AV hiện tại mạnh và chúng ta chú ý giúp vùng lên. Vùng sẽ có những cái điểm mua hạn mức bất thường ở đây sau 1-2 phiên test. VPG VPG cũng là một mã cổ phiếu được khuyến nghị tham gia đầu tư, nhưng đến thời điểm hiện tại thì cổ phiếu này cũng hết, gọi là hết cái điểm 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 kỹ thuật đẹp rồi. Và bây giờ thì cổ phiếu sẽ có một cái quãng thời gian để test lại cung cầu ở điểm này trước khi hình thành một cái xu thế tiếp theo trên bản tin tuần. Rồi ok, như vậy là cũng xích soát 1 giờ 40 phút rồi. Chúng ta dành 10 phút cuối cùng của bản tin để nói về thị trường chứng khoán Việt Nam, xu hướng trong tuần tới. Thế thì trong buổi tối ngày hôm qua, Hùng đã có một cái phân tích, một cái ý đồ rất là quan trọng để nói lên team, trong team của ông Lê, đó là gì? Thị trường chúng ta bắt đầu có một cái dấu hiệu, tức là từ một cái trend long, và sau đó thì thị trường nó sẽ bắt đầu có một cái tín hiệu đi ngang. Đó, đi ngang xong nó sẽ xác nhận cái tín hiệu đi ngang xong thì nó sẽ xác nhận một tín hiệu sọt. Thì phiên ngày hôm qua, phiên giao dịch kết thúc phiên giao dịch ngày thứ năm, đó là phiên mà thị trường bắt đầu xuất hiện một cái tín hiệu cảnh báo đầu tiên. Thì tín hiệu đó thì Hùng đã cảnh báo ngay từ tối hôm qua. Và cái câu chuyện là sau cái tín hiệu cảnh báo đó thì phải có tín hiệu xác nhận. Thì phiên giao dịch ngày thứ sáu ngày hôm nay chính là cái phiên mà nó sẽ mở ra một cái ý đồ mới, một cái tạo lập mới của thị trường cho tuần tới. Thế thì phiên ngày hôm nay nhìn về tổng quan của thị trường là VN Index đã lấp lại toàn bộ cái phiên giảm ngày hôm qua. Đó, lấp lại phiên giảm ngày hôm qua và gần đạt được đến cái target 1.070 điểm. Đúng không? Và cái khối lượng giao dịch thì vẫn nằm ở trong một cái biên độ có thể nói tính toán là hợp lý với thị trường, đó là trên mốc trung bình khoảng 500 triệu cổ phiếu trên một phiên được khớp lệnh trên sàn HOT trừ VN30. Đối với chỉ số VN30 trong phiên ngày hôm nay thì gần như nó là được đánh giá là tích cực nhất của tuần, khi nó đã lấp lại, không những lấp lại toàn bộ cái phiên giảm ngày hôm qua và nó còn ăn thêm được một tí tẹo ở đằng trên nữa. Đó, và chính thức là đóng cửa 1.036 trên cái kỳ vọng của Hùng Lê, 1.000 ở cái mốc M5 ở 1.030 điểm. Và chỉ số VN30F1M phái sinh thì cũng đã có phân tích một cái chiều dài, một cái chúng ta có một cái chiều dài về một cái trend long. Đó, một cái trend mà chưa, các anh chị có thể xem lại trong tất cả các bản tin tuần, chưa tuần nào Hùng nói rằng là phái sinh đánh sọt, mà Hùng chỉ có nói đánh long thôi, và Hùng chỉ có xây dựng trend long thôi. Đó, thì cái cách thức là chúng ta sẽ vận động thị trường đó theo một cái trend chủ đạo, và từ cái trend chủ đạo đó thì chúng ta tập trung, các anh chị trader phái sinh thì tập trung để đánh cái trend chủ đạo, đó là trend long. Và phái sinh thì cũng là rất là đẹp khi mà cái phiên giao dịch của cái tuần thì đã đánh vượt thoát vượt thoát cái vùng, gọi là cái vùng kỳ vọng ở 1.035 điểm, và đóng cửa vượt mức ở vùng ở 1.043 điểm, tức là vượt kỳ vọng 7 điểm. Như vậy cái phiên giao dịch ngày thứ sáu ngày hôm nay chính là phiên bản lề, và phiên này thì đã cứu thua cho thị trường, cứu thua cho toàn thị trường, toàn trend xu thế, toàn bộ tính kỹ thuật ở trong một cái trend lên. Có nghĩa là gì? Ở phiên này chính thức là xác nhận là tạo lập chưa thu dọn tiến trường, và tạo lập vẫn còn ở lại với nhà đầu tư của chúng ta. Và khi câu chuyện là tạo lập vẫn còn ở lại với nhà đầu tư của chúng ta thì chúng ta vẫn tiếp tục cày cuốc, đó, tiếp tục chiến đấu, và những cái nhịp rung lắc, những cái điểm hỗ trợ kỹ thuật thì chúng ta phải bám vào đó để chúng ta có được những cái chiến lược giao dịch ở trong tuần mới.
Thì đối với chỉ số VN Index, chúng ta sẽ quan sát ở cái biên ở khoảng 1.055 điểm đến biên 1.070 điểm đối với chỉ số VN Index. Chỉ số VN30 thì chúng ta sẽ có một cái biên ở vùng 1.015 đến 1.030 điểm, và chỉ số VN30 F1M chúng ta sẽ có biên 1.010 điểm đến 1.025 điểm. Đó là những cái biên chốt chặn của thị trường để chúng ta còn cày cuốc được, để chúng ta còn cày cuốc được. Đấy là những cái biên rất là quan trọng, Hùng lên nhấn mạnh lại đấy, những biên quan trọng như vậy. Và tuần này thì Hùng không xây cái target của mốc M6. Tuần này thì Hùng không có xây cái target của mốc M6, nhưng các anh chị của chúng ta cũng có thể mường tượng cái mốc M6 của thị trường có thể hướng đến ở trong tuần tới. Vì sao Hùng chưa xây? Bởi vì Hùng sẽ xem cái phiên giao dịch của phiên ngày thứ hai tuần tới. Đó, từ cái phiên giao dịch của ngày thứ hai tuần tới thì Hùng sẽ có hay xây hay không, thì Hùng sẽ bắt đầu từ tối ngày thứ hai thì Hùng sẽ có những cái bản tin phân tích ở trên team Zalo thì Hùng sẽ có hay không. Nhưng cái mốc M6 mà trong cái phân tích định lượng của nó có thể hướng đến ở trong cái tuần tới ở VN Index ở vùng 1.085 điểm. Ở VN30 ở mốc M6 1.055 điểm và VN30 F1M ở cái mốc M6 ở 1.060 điểm. Ở xu hướng của thị trường đánh giá về tổng quan vẫn đang ở trong một cái trạng thái là tích cực, và chúng ta sẽ cần thêm các cái dữ liệu để đánh giá cái xu hướng tiếp theo. Và trong tuần tới thì chủ đạo là chúng ta sẽ nghiên cứu, theo dõi, nắm bắt cả các mốc hỗ trợ của VN Index, VN30, VN30 F1M để chúng ta xác nhận với nhau là còn chơi được nữa hay không. Không chơi được nữa thì chúng ta nghỉ, chúng ta bán cổ phiếu, chúng ta chờ một cái nhịp mới, chúng ta vẫn còn chơi được thì ok, cứ thế. Chúng ta đang nắm cái gì? Cổ phiếu chỉnh về hỗ trợ hoặc là cổ phiếu break nền kỹ thuật, cổ phiếu có những điểm nhận kỹ thuật, lại có những điểm mua hạn mức bất thường, những mã cổ phiếu mở mua mới có điểm mua đẹp tiếp tục khuyến nghị, ví dụ như mã cổ phiếu ELC, DRH, đó là những cái mã cổ phiếu mua mới trong tuần. Nó thì cái câu chuyện là chúng ta là thị trường chứng khoán nó luôn luôn biến động, luôn luôn thay đổi, và chúng ta cần có những cái phân tích cập nhật trực tuyến hàng ngày để chúng ta có được một cái tinh thần tốt nhất, một cái tinh thần thoải mái nhất, một cái vị thế vào lệnh nó gọi là tỉnh táo nhất. Thì như vậy là chúng ta cái hiệu suất của chúng ta nó sẽ ok, nó sẽ tốt hơn. Và ông Lê xin được kính chào tạm biệt cộng đồng nhà đầu tư chứng khoán chiến binh trên từng con sóng team của chúng ta. Từ không anh chị em, từ không anh chị em biết đến ông Lê, biết đến kênh chứng khoán chiến binh trên từng con sóng, hiện tại đã có khoảng 15.100 anh chị em biết đến. Thì đấy là một con số rất là tuyệt vời, và Hùng cũng đã nhận được rất nhiều những cái lời động viên để tiếp tục cái công việc chia sẻ những cái nền tảng kiến thức hàng tuần đến với cộng đồng nhà đầu tư. Và cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta đến tại thời điểm hiện tại là đã từ Bắc đến Nam, và thậm chí là đã sang các cái khu vực nước ngoài, các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh, rồi ở Nga, vân vân. Thì các anh chị ở những cái miền đất rất là xa xôi nhưng cuối tuần vẫn dành thời gian để theo dõi những cái phân tích định lượng của Hùng Lê. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà trong các cái bản điểm tin tiếp theo.